cười sẽ không lão, cười có thể truyền lại rất nhiều thứ, truyền lại thiện ý, truyền lại tình cảm, truyền lại mỹ hảo. mỉm cười thường thường cũng có thể để cho địch nhân buông lỏng đối người đề phòng. nữ tử mỉm cười cũng có thể giết người. mỉm cười có thể khiến người ta vô thanh vô tức chiêu, dùng mỉm cười đến phóng thích công kích linh hồn, vậy sẽ mọi việc đều thuận lợi. ai lại sẽ nghĩ tới, mỉm cười phía sau giấu diếm sát cơ ai sẽ nghĩ đến mỉm cười truyền lại không phải thiện ý, không phải ấm áp mà là giết chóc đâu. đây gọi nụ cười của ác ma a gian giật nội tâm có chút cảm khái nếu là cái này ác ma mỉm cười có thể đại thành linh hồn của hắn cường độ có thể mạnh lên kia thật hội giết người ở vô hình người bình thường cường giả chúng chiêu về sau chết như thế nào cũng không biết công kích linh hồn kia là rất kỳ dị tồn tại mục đích có hai cái một là phá hủy đối phương linh hồn để địch người hồn phi phách tán tử vong hai là để cho địch nhân linh hồn mê hoặc không cách nào công kích cùng phòng ngự lại không âm thanh vô tức diệt sát đối phương hồn kiếm là cái trước sát lục chân ý cùng ác ma mỉm cười thuộc về cái sau, sát lục chân ý kia là rất bá đạo tồn tại, trực tiếp chân áp đối phương linh hồn, làm cho đối phương không cách nào lên chiến ý, ác ma mỉm cười đi là quỷ dị đường đi, trong lúc vô hình làm cho đối phương trúng chiêu. Lĩnh hội 10 ngày, mà kẻ có thể hay không có tiến triển, bắt đầu luyện hóa luyện thần lô. Giang giật hạ quyết tâm hết sức chăm chú bắt đầu lĩnh hội ác ma mỉm cười, khóe miệng của hắn cũng thỉnh thoảng triển lộ mỉm cười, như cái ngớ ngẩn, nếu để cho ngoại nhân thấy được, khẳng định hội hù đến. Mười ngày sau, Giang Giật Thanh tỉnh lại, lấy ra luyện thần lô bắt đầu luyện hóa, cái này luyện thần lô nhất định phải tinh thần chi lực mới có thể luyện hóa, bất quá hao tổn tinh thần chi lực cũng không nhiều, chỉ là tốn hao thời gian có chút thêm mà thôi. Phía trước hắn đã luyện hóa nửa tháng, sau đó tại Phật Đế Thành lại luyện hóa 5 ngày, giờ phút này lại luyện hóa 10 ngày cũng liền có thể triệt để luyện hóa, nội tâm của hắn cũng một mảnh lửa nóng, không biết cái này luyện thần lô triệt để luyện hóa về sau, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Sau 10 ngày, Luyện thần lô bên trong quang mang đại thịnh, phía trên phù văn lưu chuyển, một cỗ khí tức kinh khủng theo luyện thần lô bên trong phóng thích mà ra. Khí tức kia chi cường đại, tự liền cấm chế cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt kinh động đến thiên cơ thuyền bên trong tất cả mọi người. Hiu hiu hiu, vô số người theo trong khoang thuyền bắn ra, đường ra cường giả cũng bay ra ngoài rất nhiều, tụ liền đường ra thiên cơ thuyền bên trong hai tên chấn giữ ngũ tinh cường giả đều đã bị kinh động, này khí tức quá dọa người rồi, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung. Bất quá này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người chỉ biết là này khí tức là theo trong tu luyện mật thất truyền tới, nhưng lại không biết là cái gì. Đó là cái gì khí tức này, khí tức ít nhất có thể đạt tới ngũ tinh cường giả một kích mạnh nhất a. À? Chẳng lẽ có người đột phá ngũ tinh cường giả cả mộ ngũ tinh trở lên đạo văn, nhưng vì sao không có tinh thần chi lực ban cho a? À? Thật là khủng khiếp, ta còn tưởng rằng có người công kích đâu. Bên ngoài tựa như vỡ tổ kiến tộc vô số người nghị luận ầm ý, kinh nghi bất định. Đường ra chấn giữ cường giả hướng tu luyện mật thất đi đến, tại cửa ra vào cùng mọi người khoát tay nói, đại gia an tâm chớ vội, ta là đường ra cung phụng, không ai công kích, chỉ là có cường giả khí thế không cẩn thận tiết ra ngoài mà thôi, ta cái này đi dò xét một phen. Dựa vào, trong mật thất giang giật cũng bị hù dọa, vừa rồi loại khí tức kia quá kinh khủng, đem hắn dọa đến thân thể đều kém chút nhảy dựng lên. Hắn trước tiên đem luyện thần lô thu vào, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều tin tức, Hắn đem tin tức tiêu hóa một lần, thân thể lần nữa chấn động, đầy mắt chấn kinh ngạc thì thào, thứ này uy lực lớn như vậy ta xác định có thể thôi động. Chương 945, luyện thần yêu viêm. Ông, ngay tại gian giật đầy mắt mơ hồ lúc, trong tu luyện mật thất cấm chế sáng lên, tiếp lấy một đạo thần thức quét vào đây, một đạo truyền âm vang lên, vị đại nhân này, tại hạ đường ra cung phụng đường thắng, xin hỏi chuyện gì xảy ra vì sao vừa rồi lại có như thế khí tức cường đại tiết ra ngoài. Ừ, gian giật giật mình tỉnh lại vội vàng truyền âm ra ngoài đường cung phụng vừa rồi lúc tu luyện không cẩn thận khí tức tiết ra ngoài đã quấy dày đại gia rất là thật có lỗi không sao không sao cả kia thần thức tại giang giật trên thân quét qua có chút ngưng trệ thoáng cái tựa hồ có chút kinh dị giang giật mặt ngoài thiên quân nhất trọng thực lực bất qua thần thức rất mau lui lại đi truyền âm vang lên lần nữa đại nhân tiếp tục tu luyện đi đường thắng quấy dày đường thắng rất muốn kết giao đại nhân có cơ hội cùng uống một chén ha ha tốt Giang giật truyền âm ra ngoài, cấm chế lóe lên lần nữa mở ra. Giang giật lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lần nữa kinh nghi tự nhủ thứ này ta thật có thể thôi động. Tại vừa rồi hắn triệt để luyện hóa luyện thần lô, cùng cái này cổ khí cũng có tinh thần liên hệ. Cổ khí tin tức cũng toàn bộ bị hắn nắm giữ. Cổ khí tên luyện thần lô là thượng cổ đại tướng tấm thiên vương ngưng tạo nên trí bảo. Trương này thiên vương khi còn sống là bán thần cường giả tối đỉnh, thực lực đạt đến cửu tinh hắn tu luyện hỏa hệ đạo văn, tại thượng cổ thời kỳ có hỏa thần danh xưng. Cái này luyện thần lô liền là nương theo hắn chinh chiến cả đời trí bảo, từng bằng vào luyện thần lô, hắn hủy diệt trăm vạn đại yêu, chém giết vô số yêu hoàng, hắn cũng là thượng cổ đại tộc một trong tam đại cường giả. Thiên tướng điện, thiên thần điện, thiên vương điện chẳng lẽ còn lại hai cái đại điện bên trong chôn giấu lấy thượng cổ đại tộc còn lại hai đại cường giả ở trong đó không phải cũng có hai kiện cường đại cổ khí. Giang giật ầm ầm tâm động, cái này luyện thần lô bên trong có lấy một chút chủ nhân hắn tin tức, cũng có thể là là chương này Thiên Vương lưu lại, trước mặt tin tức không tính trọng yếu, mấu chốt là phía sau. Phía sau tin tức cho thấy, luyện thần lô bên trong ngưng khác ba loại mạnh yếu không đồng nhất đạo văn, mỗi một loại đạo văn đều cần nhất định thực lực mới có thể thôi động. Ba loại đạo văn có thể phóng thích ba loại hỏa diễm, uy lực cũng phân biệt khác biệt, loại thứ nhất thả ra là cửu dương chân viêm, loại thứ hai là tịch diệt chi hỏa, loại thứ ba luyện thần yêu viêm. Tin tức phía trên rất rõ ràng, Cửu Thiên Chân Viêm có thể đốt diệt Thiên Quân đỉnh phong, không có cường đại phòng ngự thần thông cường giả, coi như ngũ tinh cường giả đều gặp chi hẳn phải chết. Tịch Diệt Chi Hỏa thì bá đạo rất nhiều, có thể đốt diệt thất tinh cùng thất tinh dưới đây cường giả, bán thần đều có thể thiêu chết. Còn như Luyện Thần Yêu Viêm thì càng đáng sợ, năm đó Tấm Thiên Vương bằng vào Luyện Thần Yêu Viêm đốt diệt mấy tên thực lực nhưng so sánh Cửu tinh cường giả yêu hoàng, thành tựu Hỏa Thần vô thượng uy danh. TT, Giang giật tinh tế đem trong đầu tin tức cắt tỉa mấy lần không tự chủ được hít vào mấy cái hơi lạnh, bảo vật này quá bá đạo, coi như bất luận cái gì thông linh trí bảo cũng không sánh nổi. Có cái gì thông linh trí bảo, có thể làm cho Giang giật có cơ hội diệt sát cửu tinh cường giả. Không đúng, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cái này cổ khí mặc dù bá đạo, nhưng giống như không khởi động được, hắn cái gì cường giả đều diệt sát không được, mà lại tấm thiên vương có thể diệt sát cửu tinh cường giả, kia là bản thân hắn đạt đến cửu tinh thực lực, chính hắn tu luyện cũng là hỏa hệ đạo văn. Người khác đi thôi động luyện thần yêu viêm, không nhất định có thể đánh giết cửu tinh cường giả, trừ phi người sử dụng thực lực cũng đạt tới cửu tinh. Mặc dù như thế, Giang Giật vẫn là tâm thần dâng trào, cũng ám đạo thứ này cùng thân phận của hắn tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, nếu không sẽ tao ngộ vô số cường giả truy sát, thiên hạ thập đại trí bảo bên trong, phía trước bảy kiện đều là cổ khí A. Thực lực của ta có thể thôi động luyện thần lô sao? Giang Giật trong đầu lần nữa hiển hiện một cái nghi vấn, cổ khí truyền lại cho hắn tin tức, cũng không có nói rõ ràng cần gì cảnh giới mới có thể thôi động hắn giờ khắc này ở thiên cơ thuyền bên trên cũng không dám nếm thử, vạn nhất đem thiên cơ thuyền đốt, hắn sẽ bị người của đường ra truy sát. Đi hồng vũ ngoài thành thử lại lần nữa, Giang giật cực lực áp chế nội tâm kích động, bảo vật mặc dù tốt, nhưng hắn thực lực quá yếu, coi như miễn cưỡng có thể thôi động cửu dương chân viêm, tuyệt đối không cách nào thôi động tịch diệt chi hỏa, chớ nói chi là luyện thần yêu viêm. Cửu dương chân viêm có thể đốt diệt thiên quân đỉnh phong, điểm này Giang giật rất khẳng định. phù thần vu thuật phần diệt thương khung bên trong tựu có ghi chép, cái này vô thuật tu luyện cảnh giới tối cao liền là luyện ra Cửu Dương Chân Viêm, có thể đốt diệt thiên quân cường giả tối đỉnh. Tu luyện, tu luyện, bất kỳ cái gì bảo vật đều cần nguyên lực thôi động, của ta nguyên lực cảnh giới thật quá thấp. Chỉ có cảnh giới đi lên, ta mới có thể thôi động bảo vật này, có cơ hội nhất định phải đi chủ thành đường ra nghìn lần trong tu luyện mật thất tính tu một phen, đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong. Nếu như ta có thể tùy ý thôi động Cửu Dương Chân Viêm, Tịch Diệt Chi Hỏa, chỉ ít có thể quét ngang thiên quân cảnh. Phổ thông bán thần. Ai, cảnh giới của ta cũng không biết có thể hay không thôi động Cửu Dương Chân Viêm Cầu Thương Thiên Phù hộ a. À. Giang giật âm thầm cầu nguyện, chỉ cần có thể thôi động cái này luyện thần lô phóng thích Cửu Dương Chân Viêm, hắn cũng liền có thể đem Vũ nghịch bên người một đám cường giả nhẹ nhõm diệt sát. Hắn thật dài hô mấy hơi thở, cưỡng ép khu trừ trong đầu tạp niệm, lần nữa tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện nguyên lực, vừa bắt đầu nghiên cứu Cương Phong. Suy suy hắn tại Phật đế thành phủ cận hoang dã chúng qua một đêm, cũng hấp thu một chút cương phong, giờ phút này tay hơi động một chút, thả ra mười mấy tia cương phong về sau, tiếp tục vận chuyển vô danh công pháp tu luyện, tâm niệm khống chế kia mười mấy tia cương phong quay chung quanh bên người chậm rãi phi hành. Cương phong có thể hóa đao, có thể hóa thuẫn, có thể hóa giáp, có thể ngoài vạn giảm giết người ở vô hình. Nhớ tới lão giả thần bí lời nói, lại nghĩ tới hắn dùng ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn biện pháp ngưng kết cương phong thần thuẫn, nội tâm của hắn khẽ động khống chế kia mười mấy tia cương phong quấn ở cùng một chỗ, nếm thử đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, lại nghĩ biện pháp ngưng tụ khác thủ đoạn công kích. Cương phong đã có thể ngưng kết thành thần thuẫn, vậy dĩ nhiên là có thể dung hợp, cũng có thể tổ hợp thành khác thủ đoạn công kích, tỉ như ngưng tụ thành một cái chiến đao, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, ngưng tụ thành một cây trường thương. Cương phong lực phá hoại rất cường đại, trong đêm cao vạn trượng uổng phí cương phong nồng nặc đáng sợ, coi như phổ thông bán thần cường giả cũng không dám đi lên, điều này nói rõ cái gì nói rõ cương phong càng nhiều lực công kích càng lớn nếu là một tia cương phong bình thường thiên quân thần thuẫn đều có thể ngăn trở nếu là rất nhiều cương phong đồng thời tập kích vậy coi như bán thần cũng chịu không được đã như vậy giang giật nếu là đem rất nhiều cương phong dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái chiến đao một cái thần kiếm một cái mũi tên cái kia uy lực khẳng định rất khủng bố bình thường cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết cái này cương phong quả nhiên là thiên tinh giới nhất năng lượng cường đại cương phong đến cùng là thế nào tới vì sao ta có thể hấp thu cương phong vô danh công pháp đến cùng có cái gì bí mật giang giật âm thầm kinh nghi lão giả thần bí nói không sai hắn một thân là bảo lại không biết làm sao lợi dụng nội tâm của hắn cảm khái một tiếng hết sức chăm chú bắt đầu dung hợp cương phong còn như cương phong ngoài vạn dặm giết địch kia là đừng suy nghĩ linh hồn hắn quá yếu cương phong chỉ có thể khống chế ngàn trượng khoảng cách vượt qua khoảng cách này cương phong căn bản là không có cách khống chế đúng rồi linh hồn nghĩ đến linh hồn cường độ hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn cổ thần nguyên trong nhẫn giống như có một ít kỳ dị linh dược những linh dược kia cùng hỏa xà lam đặt chung một chỗ hẳn là tại luyện ngục phế tích bên trong lấy được xem ra có cơ hội đi tìm người dám định thoáng cái những linh dược này thành phần nếu có linh hồn tiên thảo vậy liền hoàn mỹ suy suy trong tu luyện mật thất mười mấy tia vô hình cương phong ở bên trong vui sướng du đắng khi thì tách ra khi thì quấn quyết lấy nhau vây quanh giang giật thân thể nhanh chóng du tẩu tựa như mười mấy đầu vui sướng tiểu ngư, giang giật không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu cương phong. chương 946, đường tuyết đường yên, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, giang giật đúng giờ tỉnh táo lại, tay hắn có chút một tấm, kia mười mấy tia nguyên lực tụ bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đứng lên, hai tay vỗ, trong lòng bàn tay mấy trăm tia cương phong gào thét mà ra, tại thân thể của hắn trước dừng lại. Tâm hắn niệm khống chế cương phong dây dưa dung hợp, tự tựa như mấy trăm đầu con run quấn ở cùng một chỗ. Chỉ là một lát rất nhiều cương phong đều từng bước dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng như bánh quai trèo hoàn toàn quấn quyết lấy nhau, cũng không còn cách nào tách ra. Tốt, Giang giật trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, khống chế cái này như bánh quai trèo cương phong trong phòng chậm chạp phi hành, phi hành hơn 10 giới sau không có sụp đổ ý tứ, hắn triệt để yên tâm, nhếch miệng cười nói, rốt cục dung hợp thành công, cũng không biết cao tốc lúc phi hành có thể hay không sụp đổ, cương phong bản thân liền là cường đại thủ đoạn công kích sở dĩ vô luận biến thành bộ dáng gì đều là lợi khí giết người chỉ cần có thể dung hợp lại cùng nhau đến lúc đó cùng một chỗ công kích uy lực khẳng định dọa người đương nhiên điều kiện tiên quyết là công kích trước không sụp đổ ông cấm chế lóe lên bế quan đã đến giờ giang giật một tay một chảo cương phong tự động bay trở về thu vào thể nội tự động bị hút vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong giang giật cũng mãn ý đi ra ngoài đến đâu rồi ánh mắt của hắn quét qua khóa chặt phía ngoài quản sự, kia quản sự vội vàng cung kính chắp tay nói, đại nhân, tại sen hoa thành phụ cận, lập tức sẽ rời đi Phật vực. A à, nha, Giang giật lấy ra địa đồ nhìn lướt qua âm thầm gật đầu, hẳn là còn có 7-8 ngày liền có thể đến Hồng Vũ thành phụ cận, hắn có thể tại Hồng Vũ thành phụ cận Hồng Dương thành xuống thuyền, lại tìm kiếm ảnh hoàng người, dò xét tin tức sau bố trí kế hoạch. Quản sự vừa chắp tay, khách khí mở miệng nói, đại nhân, nhà ta cung phụng bàn giao nói, ngài như xuất quan, mời ngươi đi số một buồng nhỏ trên tàu một lần, hắn rất thích kết giao thiên hạ anh hào. Đường thắng, giang giật trần chờ, hắn vốn chỉ là thuận miệng đáp ứng, không nghĩ tới đường thắng thật mời. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng quản sự một câu tiếp theo lời nói, để hắn cải biến chú ý, đại nhân, cung phụng có quyền lực đưa tặng rõ ràng kim lệnh bài, lệnh bài này về sau cưới thiên cơ thuyền hoàn toàn miễn phí, tại đường ra bất luận cái gì tu luyện mật thất cũng chỉ cần ba thành thiên thạch, đây là cấp cao nhất lệnh bài, đường thắng đại nhân rất thưởng thức ngươi thưởng thức ta giang giật cười nhạt một tiếng nếu không phải luyện thần lô bên trong khí thức cường đại kinh động đến đường thắng để hắn hiểu lầm chính mình là một tên cường giả tuyệt thế cái này đường thắng khẳng định vung đều không vung hắn một chút a có chỗ tốt không cầm đây không phải giang giật phong cách hắn gật đầu nói dẫn đường đi được rồi đại nhân mời quản sự lập tức mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười khom người tại phía trước dẫn đường trực tiếp mang đến thứ số một buồng nhỏ trên tàu hắn gõ cửa một cái cung kính nói ra cung phụng vị đại nhân kia xuất quan. Ha ha ha, mau mời vào đây. Trong khoang thuyền cấm chế lập tức quan bế, cửa khoang mở ra, một tên lưng hùm vai gấu lão giả đi ra, lão nhân này trên mặt rất nhiều nếp uốn, nhưng tóc đen nhánh, hành tẩu lúc hổ bộ sinh phong, tựa như một người trung niên tráng hán. Tại hạ đường thắng, gặp qua đại nhân, đường thắng thật rất khách khí, lần này vẫn là gọi đại nhân, mặt mũi này cho rất lớn. Dù sao đường thắng là ngũ tinh cường giả, có thể bị hắn gọi đại nhân chỉ có bán thần cường giả. Giang giật mặt ngoài chỉ có thiên quân nhất trọng, đường thắng còn có thể làm lấy một đám đường gia hộ vệ dạng này gọi, là thật tâm đem Giang giật xem như một nhân vật. Người khác cho mặt, Giang giật tự nhiên cũng sẽ cho mặt, hắn chắp tay nói, đường cung phụng khách khí, cái này đại nhân không dám nhận, người gọi ta áo đen tốt. Giang giật giờ phút này mặc toàn thân áo đen, bộ dáng cũng là một cái hắc tráng đại hán, cái này áo đen ngược lại là rất chuẩn xác. Áo đen, đường thắng nhíu mày lại, danh tự này rất lạ lắm, đường ra hành tàu thiên hạ, rất nhiều nổi danh cường giả bọn hắn đều có nghe thấy, áo đen danh tự này còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá nghĩ đến giang giật mặt ngoài chỉ có thiên quân nhất trọng thực lực, đường thắng cũng liền bình thường trở lại, danh tự này rõ ràng là giả, hắn khách khí đem giang giật đón vào. Số một buồng nhỏ trên tàu là đường ra cung phụng chính mình lại địa phương, thiên cơ thuyền hàng năm hành tàu đại lục, đường thắng cũng hàng năm ở tai nơi này, sở dĩ bên trong rất là xa hoa. Giang giật đi vào quét qua về sau, ánh mắt tại buồng nhỏ trên tàu trong đại sảnh quỳ hai tên nữ tử bên trên dừng lại nhân gian tuyệt sắc nhìn lướt qua giang giật âm thầm gật đầu cái này hai tên nữ tử đều là cấp cao nhất mỹ nữ bề ngoài không thua tại doãn nhược băng đương nhiên khí chất kém xa chỉ có hình không có thần cấp cao nhất tiểu thư khí chất đều là rất đặc thù độc nhất vô nhị a à thế mà còn là song bào thai cái này đường thắng ngược lại là thật biết hưởng thụ giang giật nhìn kỹ phát hiện hai cái mỹ nữ giống nhau như đúc da trắng như tuyết ngực lớn eo nhỏ nhắn, sở sở động lòng người, giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất, mắt cúi xuống cúi đầu, một bộ mặc cho đùa bỡn dáng vẻ. Ha ha ha, đường thắng mở ra trong khoang thuyền cấm chế, chỉ vào hai tên nữ tử nói, áo đen huynh đệ, coi trọng cái này đường tuyết đường yên nếu không. Lão ca đưa ngươi như thế nào hai cái này cô nàng thế nhưng là rất biết hầu hạ người. Ây, Giang giật sờ lên cái mũi, rời ánh mắt, cười khổ chắp tay nói, đường đại ca, đây là ngươi người, tại hạ làm sao dám đoạt người vẻ đẹp không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Đường thắng chẳng hề để ý nói ra, đường ra hàng năm đều sẽ mua sắm rất nhiều mỹ nhân tiến hành huấn luyện, hai cái này cô nàng cũng không phải ta người, lão phu lớn như vậy tuổi rồi, cũng đùa bất động. Đường thắng hướng giang giật lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười, lặng yên truyền âm nói, không dối gạt lão đệ, hai người này là đường ra chuyên môn dùng để kết giao khách quý. Người không muốn, về sau cũng là tặng người, này đôi bào thai nhưng vẫn là xử nữ đâu, lão để cùng ta mới quen đã thân, lão ca tự làm chủ đưa các nàng đưa cho ngươi. Cái này, giang giật thình thịt tâm động, song bào thai, đỉnh cấp mỹ nhân, vẫn là chuyên nghiệp huấn luyện ra, trọng yếu nhất chính là xử nữ, giang giật không muốn sớm muộn cũng là đưa cho người khác đùa bớn, cái này khiến giang giật kém chút tự gật đầu đáp ứng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí a, à, giang giật ngươi có quá nhiều chuyện muốn làm, nếu vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, người đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói, vô công bất thụ lộc, vẫn là phải đa tạ đường đại ca. Cái gì công không công lão đệ người cái này khách khí. Đường thắng giả bộ bất mãn nói ra, lão đệ thực lực hẳn là đạt tới bốn ngũ tinh A à ta có loại cảm giác, lão đệ giống như đánh lén phía dưới, nhẹ nhóm có thể đánh giết ta. Lão đệ sinh mệnh khí thức rất trẻ trung, nói năm sau kỳ không lớn, người dạng này cường giả đúng là chúng ta đường ra nghĩ kết giao. Lão đệ không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn lôi kéo lão đệ vào đường ra, người hoàn toàn không cần là đường ra làm một chuyện gì, chỉ là chúng ta đường ra đơn thuần kết giao ngươi mà thôi. Chúng ta đường ra là người làm ăn, thích đầu tư, ngày sau lão đệ phi hoàng đằng đạp, chiếu cố đường ra một hai chính là. Dạng này a à, Giang giật vẫn còn có chút trần chờ bất quá đối với thủ đoạn của đường ra ngược lại là rất là kính nể, khó trách đường ra có thể trở thành cửu đế phía dưới đệ nhất gia tộc, cái này thả dây dài câu cá lớn bản sự là nhất đẳng chỉ ít giang giật về sau sẽ không cùng đường ra là địch không phải. Lão đệ, nói thật đi, đường thắng sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn thoáng qua hai nữ tử nói, hai nhà đầu này thân thế cũng thật đáng thương, gia tộc bị diệt, hai người 13 tuổi tự bị bán đi nô lệ thị trường. Nếu không phải bị đường ra mua, giờ phút này đoán chừng tại thanh lâu tiếp khách đâu, cái này hai nhà đầu cũng theo ta hơn một năm, ta một mực không có đưa ra ngoài, chính là sợ hai nhà đầu theo ác nhân, mỗi ngày bị tra tấn. Lão đệ hiền hòa, ta đường thắng xem người rất chuẩn, cái này hai nha đầu đi theo người tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Người nếu không muốn, cái này hai nhà đầu sớm muộn muốn đưa ra ngoài, nếu là đưa cho một cái lão đầu tử, hoặc là một cái ác nhân, cái này hai nha đầu cả một đời hủy đi, người coi như phát thiện tâm đi. Không được, vẫn là đa tạ lão ca, Giang giật dừng một chút, rất kiên định nói, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Mà lại hắn một công kích vũ nghịch, tuyệt đối phải bị vũ ra truy sát, đến lúc đó thiên hạ cũng nghịch, hai người này đi theo hắn sẽ chỉ thảm hại hơn. chương 947, tuyết y bạch y áo đen. Vậy được rồi, đường thắng buông tay, ánh mắt nhìn về phía đường tuyết đường yên, khe khẽ thở dài nói, hai nhà đầu này vận mệnh tự nhìn các nàng tạo hóa. a à, đường tuyết đường yên thân thể mềm mại run lên, khẽ ngẩng đầu nhìn giang giật một chút, đầy mắt thất vọng, kia rụt rè dáng vẻ, thấy giang giật rất cảm giác khó chịu, kém chút mềm lòng nhận lấy các nàng. Giang giật ngoan tâm quay đầu ra đi, đường thắng vung tay lên để cho hai người đứng dậy xuống dưới, cùng Giang giật đi đến trong sảnh, tự mình rót một ly trà, cười nói, áo đen lão đệ đây là muốn đi cái nào a à, có thời gian đi chúng ta thiên cơ thành chơi đùa, lão ca lần này đến bắc đế thành sau liền phải trở về dưỡng lão. Ai, kia hai nha đầu đoán chừng cũng sẽ được đưa về gia tộc, cái khác an bài. Giang giật trầm mặc không nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. một lát sau mới ngẩng đầu nói ra, lão ca, ngươi làm sao lại cho là ta là người tốt làm sao yên tâm như vậy đem hai cái nha đầu giao cho ta vạn nhất ta cũng là một cái ác nhân đâu lại nói thế giới này người tốt cùng ác nhân cũng không hề hoàn toàn định nghĩa a à nói thật với ngươi đi trên tay của ta cũng nhuộm dần tiên huyết ha 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 đường thắng cười ha hả ánh mắt sáng rực nhìn qua giang giật nói không dối gạt lão đệ đường ra từ nhỏ đã nói cho chúng ta biết chúng ta không phải võ giả mà là thương nhân chúng ta đường ra không tranh bá chỉ làm sinh ý mà làm ăn điểm trọng yếu nhất liền là xem người chỉ cần người nhìn đúng cái gì sinh ý đều tốt làm. Cho nên chúng ta đường ra xem người đều 10 phần chuẩn. Còn, người tốt cùng ác nhân, thế giới này muốn sinh tồn, muốn trở nên cường giả, trên tay người nào không có mấy đầu mạng người tại chúng ta xem ra, là người tốt hay là người xấu, tự nhìn hắn phải chăng có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng, không thể nghi ngờ, lão đệ người chính là có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng người. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, đường thắng thuyết pháp hắn rất là tán đồng, thế giới này hoàn toàn chính xác không có thuần ví người tốt, bởi vì thuần túy người tốt đều đã chết rồi hắn đối đường thắng hào cảm cũng tăng nhiều ám đạo đường ra quả nhiên không hổ là cấp cao nhất thương nhân cái này kết giao bằng hữu thủ đoạn là nhất đẳng bọn hắn không nói lợi ích không nói mua bán chỉ kết giao bằng hữu xem chính là lâu dài lợi ích làm ăn kiếm một bút là một bút nhưng kết giao bằng hữu lại là có thể liên tục không ngừng mang đến lợi ích thiên hạ hào kiệt đều là đường ra bằng hữu những người kia giống như muốn hợp tác khẳng định chọn lựa đầu tiên đường ra a giang giật không nói gì thêm hắn quyết định chủ ý sư tình sẽ không cải biến đường thắng cũng không tiếp tục nói đường tuyết đường yên chủ đề mà là vung ra một khối lệnh bài màu trắng ném cho giang giật nói lão ca trong tay duy nhất một khối rõ ràng kim lệnh bài tựu cho lão đệ quay đầu lão đệ lên như diều gặp gió nếu là quên lão ca ta thế nhưng là hội chửi mẹ ha ha giang giật không chút khách khí tiếp nhận lệnh bài cười ha hả cái này đường thắng tính khí quá đối với hắn khẩu vị hắn cũng không nói ra mồm chỉ là gật đầu nói ra đường lão ca người người bạn này ta giao. Ân, áo đen cái tên này là giả, còn như tên thật ta tạm thời không thể nói cho ngươi, về sau ngươi khẳng định liền sẽ biết rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu có một ngày ta đứng tại đại lục tri đỉnh, các ngươi đường ra sẽ vĩnh viễn là đồng minh của ta. Tốt, đường thắng có thể cảm giác được giang giật chân thành, cũng không nhiều hỏi, nụ cười chân thành cùng giang giật nói chuyện phiếm, một già một trẻ trò chuyện rất khoan khoái, chỉ là nửa ngày liền trở thành bạn vong niên. Vào đêm về sau, Giang giật cáo biệt rời đi, còn có 7-8 ngày liền đến Hồng Vũ thành phụ cận, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian tiến một bước cảm giác ngộ cương phong cách dùng cùng ác ma mỉm cười. Tiến vào trong khoang thuyền, hắn mở ra cấm chế, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thả ra cương phong, khống chế cương phong nhanh chóng dung hợp, hình thành một cái bánh quai trèo, ở bên người chậm rãi phi hành. Dung hợp tốc độ còn chưa đủ nhanh, đây nhất định sẽ cho người giật mình. Mà lại một đạo dung hợp cương phong chỉ có thể giết một người, vũ nghịch bên người nhiều người như vậy, chờ ta dung hợp đạo thứ hai cương phong, đoán chừng bọn hắn công kích liền đến. Giang giật khống chế cương phong tản ra, tiếp tục dung hợp, một lần lại một lần, quen tay hay việc, ngừng tụ tốc độ càng nhanh, dung hợp cương phong càng nhiều, lực sát thương càng lớn. Hắn còn muốn cho cương phong đồng thời hóa giáp, phòng ngừa cùng công kích phối hợp lại, dạng này chiến lực mới có thể biêu hãn, nếu không cho dù có thể giết người, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Phân thân thiên vạn vô thuật quá tốt rồi, có thể làm cho ta một lòng mấy dùng, nếu không ta khẳng định không có cách nào đồng thời ngưng tụ rất nhiều cương phong chi nhận cũng không thể đồng thời cương phong hóa giáp chỉ là hai ngày thời gian giang giật liền cùng lúc có thể ngưng tụ năm đạo cương phong chi nhận còn có thể đồng thời cương phong hóa giáp cương phong thần thuẫn rất cường đại chặn lục tinh đạo văn tài quyết chi nhận mặc dù cuối cùng cương phong thần thuẫn bạo liệt nhưng giang giật chỉ là trọng thương mà thôi đủ để thấy cái này cương phong thần thuẫn lực phòng ngự chi cường đại ác ma mỉm cười trong thời gian ngắn không có quá lớn tiến triển Giang giật dứt khoát toàn lực nghiên cứu cương phong, tranh thủ tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, đem cương phong chơi đến như cánh tay thúc đẩy linh hoạt, dạng này tại hồng vũ ngoài thành, hắn có thể còn sống sót tỷ lệ sẽ cao hơn. Ông, sau 6 ngày, Giang giật buồng nhỏ trên tàu cấm chế khẽ run lên, hắn liền tranh thủ cương phong thu vào, mở ra cấm chế truyền âm ra ngoài nói chuyện gì. Đại nhân, hồng tượng thành đến, một tên thống lĩnh cung kính truyền âm tới, Giang giật có chút kinh ngạc, thời gian trôi qua nhanh như vậy hắn làm sao cảm giác mới trôi qua hai ba ngày a à. hắn cười khổ đứng dậy đi ra phía ngoài nhìn thấy nơi xa một tòa bên trong thành như ẩn như hiện về sau khẽ vuốt cằm áo đen lão đệ đường thắng tựa hồ nhận được tin tức theo trong khoang thuyền đi ra đi đến giang giật bên người mới thấp giọng nói ra muốn đi giang giật gật đầu nói ừm ta cần đổi xe khác thiên cơ thuyền đường thắng lão ca có cơ hội ta nhất định đi thiên cơ thành đi dạo cùng lão ca hảo hảo uống vài chén đường thắng mỉm cười nói thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lão đệ muốn đi ta đưa ngươi, quay đầu ngươi đi thiên cơ thành, trực tiếp để hộ vệ mang đến phủ đệ của ta là được, lão ca có thể giúp đỡ, nhất định giúp công việc. Nói chuyện ở giữa hồng tượng thành đến, thiên cơ thuyền cũng ngừng lại, hơn 10 vị muốn xuống thuyền khách nhân đã sớm ra buồng nhỏ trên tàu, chờ vòng bảo hộ mở ra nhau nhau hướng phía dưới bay đi, dưới thành cũng có gần trăm khách nhân đằng không mà lên. Lão ca, núi không chuyển nước chuyển, hẹn gặp lại. Giang giật phất phất tay, thân thể theo thiên cơ thuyền bên trong bay vụt mà lên bắn thẳng đến cửa thành mà đi đường thắng nụ cười chân thành không ngừng phất tay thẳng đến giang giật tiến vào thành nội mới để xuống trong mắt đều là thần sắc phức tạp một tên thống lĩnh đi tới nhìn qua thành trì phương hướng không hiểu thấp giọng hỏi cung phụng người này là ai vì sao đáng giá ngươi như thế lôi kéo đây là một cái bất thế kỳ tài đường thắng cảm khái một tiếng đột nhiên truyền âm nói như kỹ người này tư liệu liệt vào tuyệt mật bất kỳ người nào không phải lộ ra đồng thời đem người này tư liệu truyền báo gia tộc, liệt vào đặc cấp khách quý, vạn vạn không phải trêu chọc hắn. Đặc cấp khách quý, thống lĩnh trong mắt con người co rụt lại, miệng rộng có chút mở ra rất là kinh ngạc, nhưng đường thắng không có giải thích, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, đây chính là thư tuyệt mật hơi thở, hắn cấp bậc vẫn chưa tới. Các loại chờ thống lĩnh xuống dưới về sau, đường thắng mới thở ra một hơi dài, hít mắt nhìn qua thành trì, cười lầm bẩm nói, tuyết hy bạch hy áo đen lão đệ A, à, đến cùng cái nào mới là tên thật của ngươi hay là toàn bộ đều là giả. Chương 948, tập sát kế sách, Giang giật tiến vào hồng tượng thành về sau, lần nữa biến ảo hình tượng, trước tiên ra khỏi thành, hắn cưới một cái tiểu thương hội thiên cơ thuyền, đi phụ cận hồng thủy thành, tại hồng thủy thành cải biến ngoại hình về sau, lần nữa cưới thiên cơ thuyền đi hồng vũ thành phụ cận hồng dương thành. Hồng dương thành khoảng cách hồng vũ thành chỉ có vạn lý, coi như Giang giật bay qua, cũng chỉ cần đại nửa ngày mà thôi. Hồng dương thành là bên trong thành, hắn thật sớm cùng ảnh hoàng người ước định tại cái này gặp mặt, ảnh hoàng người có thể cưỡi truyền tống trận, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Hắn tìm tới một cái nhã tĩnh khách sạn, lấy ra hạt châu màu xanh lục, sau nửa canh giờ tự có một nữ tử tìm tới cửa. Đại nhân, cần tiểu nữ tử xích hầu hạ ngài sao? Giang giật nghe được một trận mềm mại đáng yêu thanh âm, thần thức nhô ra cũng nhìn thấy một cái xinh đẹp lục y nữ tử, phong trần vị mười phần, hắn lạnh lùng trả lời, không cần, người món hàng này cấp quá thấp. Ha ha, lục y nữ tử cũng không tức giận, Lần nữa cười nhẹ nhàng nói ra, đại nhân, bề ngoài đẹp hơn nữa có gì hữu dụng đâu ra đùa muốn liền là tốt phục vụ, tiểu nữ tử kỹ xảo thế nhưng là cái này hồng dương thành tốt nhất, mà lại một đêm chỉ cần 10 vạn thiên thạch, hàng đẹp giá rẻ nha. A à kia vào đây thử một chút đi. Giang giật nhếch miệng, lần này ám hiệu làm sao như vậy khó chịu a, à, làm cho gái lầu xanh cùng khách làng chơi. Đương nhiên loại này đại khách sạn thường xuyên có có chính mình đưa tới cửa, dạng này ngược lại là hội an toàn hơn ẩn nấp một chút. Lục y nữ tử lắc lắc eo rắn đi đến, giang giật mở ra bên trong căn phòng cấm chế, lúc này mới trầm giọng nói, vũ nghịch đến đâu rồi? Hồi đại nhân, vừa mới ra Phật vực, đã tiến vào bắc tuyết vực. Lục y nữ tử trên mặt mỹ ý biến mất, đầy mắt ngưng trọng nói ra, bất quá đại nhân, sáng nay tiếp vào tin tức, lần này vũ nghịch huy danh đại trấn, thành tựu đệ nhất công tử, tỷ tỷ của nàng hồng vũ thành thành chủ phu nhân vũ dĩnh nhi đại hì, phái một vạn đại quân đi hai vực chỗ giao giới nghênh đón hắn giờ phút này vũ nghịch phải cùng đại quân hội hợp. Một vạn đại quân, Giang giật sắc mặt trầm xuống, vũ nghịch bên người nguyên bản chỉ có một ngàn người, giờ phút này đột nhiên nhiều một vạn người, này lại càng thêm phiền phức, nhìn tính vạn tính không có tính tới vũ nghịch tỷ tỷ hội như vậy yêu chiều vũ nghịch. Hắn trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, hỏi kia một vạn người có bao nhiêu cường giả. Cường giả cũng không nhiều. Lục y nữ tử trầm giọng nói ra, theo chúng ta dò xét, cái này một vạn người cũng đều là thiên quân, thiên quân đỉnh phong chỉ có trăm người, bốn ngũ tinh cường giả cũng liền một hai người tả hữu. Dùng đại nhân thực lực, kỳ thật cái này một vạn người có hay không đều không phải là vấn đề. Cũng thế, Giang giật nhẹ gật đầu, một vạn cấp thấp thiên quân, hắn lôi hỏa thần thuẫn vừa mở, thần âm thiên kỹ phóng thích, lôi đình chi nộ đánh xuống, có thể nhẹ nhõm diệt sát một mảnh. Cái này một vạn người bên trong bốn ngũ tinh cường giả chỉ có một hai người, vũ nghịch hộ vệ bên người bốn ngũ tinh cường giả có mười người, thêm cái này một hai người cũng không nhiều. Vấn đề ở chỗ không tại nhân số bên trên, lục y thiếu nữ khe khẽ thở dài nói, người này càng nhiều, để phòng hội xâm nghiêm mấy lần, chỉ sợ vũ nghịch bên người phương viên chăm dặm đều sẽ có người tuần sát. Đại nhân nếu là muốn tập sát, sợ là rất khó đánh lén, trừ phi cường công. Đúng rồi, cờ đại nhân truyền lời tới, như đại nhân nhất định phải động thủ, hắn có thể tới giúp người một cái, còn như kỳ ra người có thể toàn bộ thối lui tội đảo. Kỳ thiên thần không được, Giang giật kiên quyết khoát tay, bác bỏ đề nghị này kỳ thiên thần là bán thần, có hắn xuất thủ cầm xuống vũ nghịch hoàn toàn chính xác 10 phần chắc chín, nhưng hắn vừa động thủ kỳ ra người tuyệt đối phải chết hết. Thối lui tội đảo, kỳ ra trên dưới mấy chục vạn người nào có dễ dàng như vậy đoán chừng vừa mới lên đường, thiên khải vực vực chủ liền sẽ giật mình. Một khi kỳ thiên thần động thủ sự tình bộc lộ, kỳ ra người tuyệt đối không trốn được tội đảo liền bị toàn bộ đánh giết. Cường công, sang giật nhức cả trứng, cường công nào có dễ dàng như vậy hơn một vạn người, nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong, đoán chừng một vòng công kích hắn liền muốn thịt nát xương tan, cương phong thần thuẫn cùng lôi hỏa thần thuẫn cũng chịu không được. Không được, không thể cường công, nhiều như vậy bốn ngũ tinh cường giả, ai biết có cái gì đặc thù đạo văn. Hắn lắc đầu, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, chết không đáng sợ, đáng sợ là không công chịu chết. Hắn còn không có cuồng vọng đến có thể quét ngang một đám thiên quân đỉnh phong phân thược, thần âm thiên kỹ rất bá đạo, nhưng khoảng cách quá xa lực ảnh hưởng hội yếu rất nhiều, không tới gần ngàn trượng khoảng cách, tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng những cái kia bốn ngũ tinh cường giả. Không tới gần ngàn trượng khoảng cách, hắn cũng không có cách nào phóng thích cương phong tập kích. Nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần. Giang giật trầm giọng cùng lục y nữ tử nói ra, không trà trộn vào vũ nghịch thiên cơ thuyền, bắt không được vũ nghịch, ta chỉ có một con đường chết. Lục y nữ tử trầm mặc, giang giật cũng không nói chuyện, hai người cúi đầu nghĩ đến thật lâu, phát hiện đều không có biện pháp gì tốt. Nửa ngày qua đi lục y nữ tử kia đôi mắt sáng lên, mở miệng nói, đại nhân, nếu không chúng ta phái người đi hồng vũ thành bắt một tên trong thành đại nhân vật đến lúc đó ngươi mang theo đại nhân vật kia trà trộn vào vũ nghịch thiên cơ thuyền bên trong, lại đột hạ sát thủ. Ừm không tệ, Giang giật nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, vũ nghịch tiến vào bắc tuyết vực, còn bị đại quân hộ vệ bên trong, khẳng định buông xuống cảnh giác. Thân tỷ tỷ của hắn là hồng vũ thành thành chủ phu nhân, như cầm xuống một cái trưởng lão gì gì đó, đem hắn biến thành hồn nô, để hắn mang theo trà trộn vào thiên cơ thuyền lại đột nhiên động thủ tuyệt đối có thể đánh đến địch nhân trở tay không kịp không đúng giang giật rất nhanh lắc đầu nói cơ thính vũ trên thuyền nữ nhân này quá thông minh hồng vũ thành nội nếu là có nửa điểm gió thổi cỏ lay nàng nhận được tin tức sau khẳng định sẽ nghi ngờ làm không tốt sẽ còn bị nàng tính toán cơ thính vũ người này thật là đáng sợ giang giật ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng bốc lên hơi lạnh hồng vũ thành một đại nhân vật đột nhiên mất tích khẳng định sẽ khiến hồng vũ thành chú ý Đến lúc đó người này đột nhiên ra thiên cơ thuyền phụ cận, dùng cơ thính vũ trí tuệ vài phút có thể giật mình, đến lúc đó trực tiếp hạ lệnh công kích, hắn tự chết được oan. Cũng thế, lục y nữ tử nhẹ gật đầu, bình thường tiểu nhân vật không cách nào tiếp cận thiên cơ thuyền, bất kỳ cái gì một đại nhân vật mất tích đều sẽ gây nên hoài nghi, đến lúc đó sẽ còn biến khéo thành vụng. Có, lục y nữ tử chủ ý ngược lại là cho giang giật rất tốt mạch suy nghĩ, áo xanh nữ tử không biết rõ hắn có một loại rất kỳ dị thần thông, huyễn ảnh thần thông không thể bắt người, có thể bắt trước ngoại hình của hắn cùng linh hồn khí chất A, hắn biến thành tiền vạn quán dáng vẻ, liền giang tiểu nô đều có thể nhận lầm, sở dĩ hắn hoàn toàn có thể giả mạo hồng vũ thành đại nhân vật, lại đột nhiên ra thiên cơ thuyền phụ cận, nhẹ nhõm trà trộn vào đi đánh lén. Có thể thực hiện, cứ làm như thế, hắn nghĩ đến mấy lần, xác định kế sách này, vội vàng cùng lục y nữ tử bàn giao. Ngươi lập tức đi đem Hồng Vũ Thành đại nhân vật tư liệu chân dung tìm cho ta đến, ta có cần dùng gấp áo xanh nữ tử không biết rõ giang giật muốn làm gì nhưng rất nghe lời đi ra sau một canh giờ lần nữa trở về mang đến vô số tư liệu giang giật trong đêm quan sát tại hừng đông thời gian xác định muốn giả mạo đối tượng hắn đại thủ trùng điệp vỗ một tấm chân dung khẳng định nói ra tượng người này rồi vũ dĩnh nhi thiếp thân lão nô đây là vũ gia người vũ nghịch cùng hắn rất quen thuộc giả mạo hắn có thể nhẹ nhõm trà trộn vào thiên cơ thuyền bên trong hừ hừ vũ nghịch hy vọng lần này ngươi hảo hảo phối hợp để cho ta đem như thuyết đổi lại, nếu không ta không để tâm đưa ngươi đi gặp Minh Đế. chương 949, Lạc Đà Sơn, xác định mục tiêu, Giang giật đem phổ cận địa hình cũng tốt tốt nghiên cứu một lần, kết hợp lục y nữ tử tin tức, cuối cùng định ra khai chiến địa điểm, ở chỗ Hồng Vũ Thành Đông bên cạnh năm vạn lý Lạc Đà Sơn bên trên. Lạc Đà Sơn nghiêm chỉnh mà nói kia là một cái dãy núi, liên miên mấy ngàn dặm, bên trong cũng ẩn núp rất nhiều tiểu sơn phỉ quân đoàn. Bên kia thường xuyên có chiến đấu, sẽ không khiến cho quá lớn oanh động coi như hồng vũ thành có người nhận được tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cũng cần một hai ngày thời gian đến lúc đó giang giật đã sớm bỏ trốn mất dạng dựa theo vũ nghịch hành tàu lụa tuyến hắn nhất định phải vượt ngang lạc đà sơn mới có thể đến hồng vũ thành lạc đà sơn bên trên có rất nhiều tiểu sơn phỉ quân đoàn cái kia một vạn người cũng sẽ phân tán ra bốn phía dò xét bảo đảm không ai quấy nhiễu vũ nghịch sở dĩ giang giật đối mặt lực cản hội càng ít đã xác định giang giật cũng không tại nhiều muốn hắn để lục y nữ tử lập tức phái người đi hồng vũ thành điều tra khóa chặt vũ dĩnh nhi thiếp thân lão nô vũ cương phương vị hắn nhất định phải gặp cái này vũ cương một mặt xác định khí tức linh hồn của hắn hắn nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí đồng thời bắt trước thoáng cái hành vi của hắn động tác nếu không dễ dàng lộ vùi lấp thời gian cấp bách hắn đều không có thời gian đi giám định cổ thần nguyên trong nhẫn linh dược vội vàng đứng dậy cưới thiên cơ thuyền đi hồng vũ thành chờ đến hồng vũ thành nội lục y nữ tử đã sớm tới đồng thời cũng đã nhận được tình báo chuẩn xác, vũ cương ban đêm đều thích đi dạp hát nghe trò vui, giang giật có thể lăn lộn đi dạp hát phụng trộm quan sát vũ cương. Đêm dần dần tới, giang giật tại Hồng Vũ Thành nội đợi một ngày, tại trời còn chưa có tối liền đi thành nội lớn nhất dạp hát, ngồi tại trong một góc chờ đợi vũ cương xuất hiện. Cái này hí khúc là bản địa hí khúc, hai cái mặt trắng tiểu sinh ở phía trên hát không biết tên khúc, còn nương bên trong nương khí, nghe được giang giật cả người nổi ra gà lóe sáng. Đợi chừng nửa canh giờ, một đám người mới chen chúc mà vào những hộ về kia rất là phách lối bá đạo vừa tiến tới tựu rất mắt lộ ra hung quang bốn phía liếc nhìn còn đem mấy người trực tiếp đẩy ra giang giật nhìn lướt qua đôi mắt có chút nheo lại vũ cường tới mặc một thân mực trường bào màu xám một cái nhọn đầu ngẩng lên thật cao tựa hồ sợ người khác không biết hắn rất nghiêu bức vừa ra ngài đã tới a à, dạp hát tổng quản liền vội vàng cười đón đi lên vũ cường con mắt căn bản không có nhìn hắn dạo bước tiến lên đi đến phía trước đơn độc một vị trí sau tài năng danh vọng lấy trên đài âm dương quái giọng nói ra tiểu bạch hôm nay làm sao không lên chàng mau mau để hắn ra sân lão phu rất là tưởng niệm hắn hí khúc lập tức lập tức tổng quản cúi đầu khom lưng cười làm lành nhẹ tay nhẹ vung lên kia hai cái mặt trắng tiểu sinh lập tức lui ra tiếp lấy rất nhanh lại một tên khôi ngô mặt trắng tiểu sinh đi tới vừa đi vừa hát tiểu khúc ánh mắt lại chừng chừng nhìn trầm trầm vũ cương thế mà vứt ra một cái mị nhãn phi Giang giật nhìn thấy Vũ Cương cùng cái kia mặt trắng tiểu sinh đối mặt, thế mà đầy mắt ái mộ, lập tức cảm giác ăn 10 con như con ruồi buồn nôn, cái này Vũ Cương đúng là một cái lão pha lê, thích nam nhân. Tốt, hát tốt, thường, nhanh thường, Vũ Cương kia tựa như gà trống thanh âm cũng vang lên, Giang giật nghe được kém chút phun ra, hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái Vũ Cương linh hồn khí tức, rốt cuộc không nhịn nổi, bước nhanh rời đi dạp hát. Giang giật đã hoàn toàn nhớ kỹ Vũ Cương linh hồn khí tức, thanh âm cũng có thể nhẹ nhõm bắt trước ngoại hình càng dễ bàn hơn tùy ý biến ảo. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, linh hồn rất cường đại, phải nhớ kỹ một ít chuyện quá đơn giản. Tốt, truyền báo cho người ở phía trên, nói cho bọn hắn việc này các ngươi không được tự tiện hành động, nếu ta có bất kỳ ngoài ý muốn, để phía trên truyền báo tin tức trở về là được, nói cho bọn hắn ta chết đi, chuyến này ta không oán không hối. Giang giật cùng áo xanh truyền âm một câu, trực tiếp ra hồng vũ thành, trong đêm giã ngoại rất nguy hiểm, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, vừa đi ra ngoài trên thân còn tự nhiên toát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, tựa như giết tần kinh kha, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hưu, đêm dần khuya, giang giật tốc độ lại càng lúc càng nhanh, mà lại bay lên bay lên, hắn thân thể bay lên cao ba triệu uổng phí, vô danh công pháp vận chuyển, không ngừng hấp thu cương phong. Hắn cần đại lượng cương phong, sở dĩ cái này mấy ngày hắn dự định bay thẳng đi lạc đà sơn, trong đêm một mực hấp thu cương phong. Đương nhiên, hắn không dám bay quá cao, ai biết phụ cận có người hay không ẩn núp bay quá cao vậy sẽ lập tức gây nên oanh động tại cao ba trượng uổng phí ảnh hưởng không có lớn như vậy giang giật cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét phi hành một đêm cũng không có tao ngộ bất luận kẻ nào tại hừng đông thời gian giang giật tại một cái trên núi nhỏ dừng lại hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thả ra thần niệm vu thuật xác định phụ cận không ai về sau trong tay cương phong liên tục không ngừng phóng xuất ra nhanh chóng ngưng tụ hắn một tay phất lên quát khẽ đi một đạo thanh phong bay đi, cương phong ngưng tụ mà thành một cái xấu xí chiến đao hướng phía trước bay đi, vô thanh vô tức chui vào phía trước bên trong ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ không có bất cứ động tính gì, thẳng đến cương phong chi nhận bay qua núi nhỏ về sau, trên núi nhỏ một đoạn đột nhiên rung động, sau đó ẩm vang trượt xuống, đập xuống trên mặt đất. Dầm dầm rầm, đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn mà lên, đá vụn bắn ra, giang giật thần thức hướng trên núi quét tới, nhìn thấy bằng phẳng sơn mặt, nhếch miệng cười một tiếng ám đạo cái này cương phong chi nhận quá lợi hại, tùy ý có thể bổ ra một ngọn núi, còn không có quá nhiều năng lượng tiêu hao. Trọng yếu nhất chính là cương phong chi nhận không có sụp đổ, điều này nói rõ hắn dung hợp rất hoàn mỹ. Đi, Giang giật tiện tay vung lên, khống chế cương phong chi nhận tại bốn phía phi hành, phàm là cương phong chi nhận bay qua chỗ, từng mảnh từng mảnh đại thụ chặn ngang mà đứt, núi đá chỉnh tề mở ra hai bên. Phụ cận hai tòa núi nhỏ lần nữa bị Giang giật tươi sống chặn ngang chém đứt, mặt đất rung chuyển không ngớt, bụi mù che cả bầu trời, bốn phía một mảnh vết thương. Vù vù, Giang giật tiện tay thả ra mấy đạo nguyên lực công kích, đem bốn phía sơn phong nổ nhão nhuệt, để tránh bị người nhìn thấy hiện trường, chợt sắp hiện ra chàng làm cho loạn thất bát tao về sau, hắn tiếp tục tiến lên. Nếu không thử một chút có thể hay không thôi động luyện thần lô. Bôn tẩu một canh giờ, Giang giật đột nhiên dừng lại thân thể. Luyện thần lô kia là hắn tối cường bảo vật, giống như có thể thúc giục, lần này coi như bắt không được vũ nghịch, cũng có thể nhẹ nhõm nốt xiết một mảnh, tiếp theo rút đi. Nghĩ đến tự làm, hắn đầu tiên là dò xét một phen, xác định phạm vi ngàn dặm không ai về sau, lấy ra luyện thần lô. Ông, cổ thần nguyên giới sáng lên, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại thạch lô, luyện thần lô giờ phút này không có bất kỳ cái gì khí tức, nhìn cùng một cái ụ đá con không có khác nhau. sang giật trong tay nguyên lực chậm chạp quán chú, luyện thần lô cũng có phản ứng, tản mát ra một tia yếu ớt ánh sáng, có một ít phù văn ở phía trên như ẩn như hiện, quả nhiên rất khó thôi động. Giang giật chọn vẹn quán chú mấy trăm tia nguyên lực, kia luyện thần lô mặc dù càng ngày càng sáng, nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nắp lò đều không có bất kỳ cái gì ba động. Giang giật theo luyện thần lô bên trong đạt được tin tức, chỉ có nắp lò mở ra, cái này luyện thần lô mới tính bị thúc dục. Tiếp tục quán chú, Giang giật cắn răng tiếp tục rót vào nguyên lực, nhưng để hắn thất vọng tới cực điểm chính là vô luận hắn như thế nào quán chú nguyên lực, cái này luyện thần lô quang mang không còn tăng, nắp lò cũng không có bất cứ động tính gì, bằng vào hắn nguyên lực cảnh giới, luyện thần lô căn bản là không có cách thôi động. Chẳng lẽ cần ta quán chú tinh thần chi lực, sang giật nhất cả trứng, tinh thần chi lực chân quý như vậy, quán chú tiến vào liền không có, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân, hắn thôi động luyện thần lô có ý nghĩa gì vạn nhất tinh thần chi lực quán chú đi vào cũng không khởi động được đâu đây không phải là đổ xuống sông xuống biển. Ai, đi trước lạc đà sơn đi, lần nữa quán chú một lát nguyên lực, phát hiện luyện thần lô không có bất cứ động tính gì, giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi. Vũ nghịch còn có mấy ngày đã đến, hắn trước hết đi lạc đà sơn phụ cận dò xét địa hình, làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị, để tùy thời chặn giết. chương 950, sống hay chết, lập kiến kết quả cuối cùng. Lạc đà sơn địa hình rất kỳ lạ, nơi này dãy núi là liên miên chập trùng, từ xa nhìn lại tựa như một đám lạc đà, sở dĩ có lạc đà sơn chi danh. Lạc đà sơn phương viên 3.000 dặm, bên trong danh sưng thập vạn đại sơn, chiếm cứ ít nhất mấy trăm cỗ sơn phỉ, đương nhiên những này sơn phỉ quân đoàn thực lực đều rất yếu, nếu không phải nơi này tại hai vực chỗ giao giới, đoán chừng tiểu tử sơn phỉ quân đoàn đều không có, dù sao kẻ bên này đều có y ra cùng vũ ra đại quân đóng quân. Giang giật tại ngày thứ ba trong đêm chạy tới lạc đà sơn phụ cận, hắn cũng không có trực tiếp lên núi, mà là tại ngoài núi trăm dặm một cái trong hạp gốc ẩn thân. Hắn thả ra thần niệm vô thuật dò xét phương viên trăm vạn lý, đem địa hình hoàn toàn thăm dò rõ ràng, cũng đem lạc đà sơn bên trong mấy trăm sơn phỉ quân đoàn cứ điểm toàn bộ làm cho nhất thanh nhị sở. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như ngay cả phụ cận tình huống như thế nào cũng không biết, Giang giật làm sao có thể mai phục tập sát giống như phụ cận chiếm cứ mấy cái siêu cấp lớn sơn phỉ quân đoàn, kia rất có thể hắn còn không có chặn giết, tự bị sơn phỉ trước giết chết. Vạn hạnh, nơi này cùng ảnh hoàng thủ hạt tư liệu cũng không có quá lớn tranh lệch. Lạc đà sơn sơn phỉ quân đoàn cũng không lớn, theo huyễn cảnh bao trùm khu vực đó có thể thấy được, tối cường hẳn là chỉ có mấy ngàn người. Mấy ngàn người sơn phỉ quân đoàn, vậy khẳng định không có quá mạnh võ giả, nếu như có, nơi này mấy trăm sơn phỉ quân đoàn đã sớm nhất thống. Vũ nghịch bọn hắn hẳn là còn có hai ngày mới có thể đến, trước làm điểm gương phong đi. Giang giật thu hồi thần niệm, bởi vì xác định phương viên trăm dặm không ai, hắn thân thể như cuồng long bắn nhanh mà lên, hai tay múa, bốn phía vô số cương phong lập tức bị dẫn dắt, tiếp lấy không có vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng bị thứ 9 khỏa tinh thần hấp thu. Đại chiến sẽ bắt đầu, cương phong là càng nhiều càng tốt, dạng này có thể tùy ý phóng thích công kích, tùy ý phóng thích cương phong thần thuẫn phòng ngự. Giang giật thân thể càng bay càng cao, phía trên cương phong càng lúc càng nồng nặc, hắn tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Sảng khoái, không biết ta như vậy kéo dài hấp thu, chờ thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng đầy, tinh thần có thể hay không dị biến không đúng trước mặt tinh thần đều không có dị biến, cái này không theo lẽ thường đi a. À. Giang giật bay lên cao trăm trượng uổng phí về sau, không dám tiếp tục lên trên bay, mà là tại khắp nơi xoay quanh, không ngừng hấp thu phụ cận cương phong, chờ đem phương viên một dặm cương phong hấp thu xong tất, hắn bỗng nhiên ở giữa không trung, thần thức hướng thứ chín khỏa tinh thần quét tới. A, thần thức đảo qua, Giang giật lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hấp thu ít nhất mấy chục vạn tia cương phong, nhưng thứ chín khỏa tinh thần bên trong Cương Phong năng lượng lại vẫn là gần như không thể nghe. Thứ chín khỏa tinh thần cùng còn lại tinh thần là đồng dạng lớn, nhiều như vậy Cương Phong năng lượng trở ra, giờ phút này chỉ chiếm căn cứ thứ chín khỏa tinh thần không gian trăm vạn, một phần ngàn vạn, viên kia tinh thần bên trong tựa hồ có động thiên khác, hay là một cái thế giới, tiến vào đồ vật đều sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thứ chín khỏa tinh thần dị biến, Giang giật nở nụ cười khổ, xem tình huống này hắn coi như không biết ngày đêm hấp thu Cương Phong mấy năm mấy chục năm cái này tinh thần bên trong năng lượng cũng sẽ không đầy, vậy cũng sẽ không dị biến. Mặc kệ, trước hấp thu cương phong lại nói, chứa đựng cương phong càng nhiều, về sau liền có thể tùy ý tiêu xài. Giờ phút này là giã ngoại, cách đó không xa liền là lạc đà sơn, mặc dù gần nhất sơn phỉ quân đoàn khoảng cách có trăm dặm, trong đêm cũng không có khả năng tùy ý đi lại, nhưng giang giật vẫn là quyết định cẩn thận mới là tốt, không dám tiếp tục chậm trễ thời gian, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, hấp thụ cương phong, một đêm thời gian, Giang giật chính mình cũng không biết hấp thu bao nhiêu cương phong, chỉ ít trong một tháng, hắn không ngừng tiêu xài đều tiêu xài không hết. Hắn cũng trở về đến cái kia trong hạp gốc, tại trong hạp gốc đào một cái địa động nghỉ ngơi. Vào ban ngày bình an vô sự, khắp nơi cũng rất bình tĩnh, sơn phỉ quân đoàn không có người đi loạt, Giang giật yên lặng trong sơn động tu luyện một ngày, chờ đến trong đêm tiếp tục hấp thu cương phong, dù sao cũng vô sự, hấp thu cương phong càng nhiều, lúc công kích cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Lại là một đêm trôi qua, tại hừng đông thời gian, Giang giật đột nhiên cảm nhận được phía tây không gian có chút ba động, hắn vội vàng bay xuống, đang chuẩn bị dò xét lúc, hắn trong quần áo một viên hạt châu màu xanh lục phát sáng lên. Ảnh hoàng người, hạt châu này độc nhất vô nhị, là vô tận biển sâu một loại đặc biệt bảo vật, những người khác căn bản không có khả năng có được. Giang giật yên tâm lại, tựu đứng tại đỉnh núi lẳng lặng chờ đợi. Hưu, một nén nhan về sau, một đạo hắc ảnh từ đằng xa lướt đến, là một người trẻ tuổi, toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có kim cương cảnh, hắn nhìn thấy Giang giật sau vội vàng bay tới, sợ hãi quỳ xuống nói tham kiến đại nhân. Ừm, Giang giật nhìn thấy người trẻ tuổi kia trên tay cũng cầm một viên hạt châu, gật đầu nói chuyện gì. Phía trên để cho ta truyền lời cho ngươi, người trẻ tuổi cung kính trả lời, mục tiêu tại tối nay giờ sửu đến Lạc Đà Sơn. Trong đêm giờ sửu, Giang giật trong mắt quang mang sáng lên, trong đêm cương phong lấp lánh không ai dám ra thiên cơ thuyền đến, dạng này lại càng dễ tiếp cận. Bất quá, trong đêm kia không tốt giả mạo Vũ Cương, Vũ Cương thực lực cũng không mạnh, hạ giai thiên quân tại trong đêm phi hành, vậy liệu rằng giấu đầu lòi đuôi a? Vũ Nghịch cưới thiên cơ thuyền vậy khẳng định là cấp cao nhất, hoàn toàn không sợ cương phong, trong đêm đi đường cũng bình thường, giang giật cắn răng, quyết định ngay tại cái này Lạc Đà Sơn động thủ. Ban ngày có ban ngày chỗ tốt, trong đêm cũng trong đêm chỗ tốt, chí ít. Trong đêm hắn muốn chạy trốn hội an toàn hơn, hắn như bay lên cao vạn trượng uổng phí, ai dám truy sát. Người trở về đi, để các ngươi người không cần sẽ liên lạc lại ta, ta như còn sống sẽ chủ động liên hệ các ngươi Giang giật khoát tay áo, người kia thật sâu bái hướng hồng vũ thành phương hướng bay đi, Giang giật cũng quay trở về trong hạp cốc, thả ra thần niệm hướng đông bộ cực lực dò xét mà đi. Quả nhiên, phía đông 800 bên ngoài vạn dặm năm chiếc thiên cơ thuyền nhanh chóng phá không mà đến, bốn chiếc trung đẳng thiên cơ thuyền thành phẩm hình chữ, đem ở giữa thiên cơ thuyền vây ở bên trong. Bốn chiếc thiên cơ thuyền đều ngăn cách ở giữa to lớn thiên cơ thuyền có mấy chục dặm xa, nhưng muốn tới gần ở giữa thiên cơ thuyền, nhất định phải đột phá mặt khác bốn phía thiên cơ thuyền vòng phòng ngự. Năm chiếc thiên cơ thuyền cũng không có đạt tới tốc độ nhanh nhất, theo tốc độ tính toán thật là ở buổi tối giờ sử tả hữu đến Lạc Đà Sơn. Hô hô, Giang giật giò xét tinh tường về sau, trực tiếp ngã xuống đất tựu ngủ, khu trừ trong đầu tạp niệm, thế mà trực tiếp ngủ. Trước giờ đại chiến, người bình thường khẳng định hội khẩn trương, kích động đến đứng ngồi không yên, Giang giật ngược lại tốt trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến đầy sao đầy trời, bất quá Giang giật tính toán thời gian rất chuẩn, hắn khi tỉnh lại vừa mới vào đêm không lâu, cách ly thiên máy thuyền đến Lạc Đà Sơn, còn có hai canh giờ. Hô hô, hắn thật sâu hít hai cái khí, phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định kia bốn chiếc thiên cơ thuyền vẫn đang đếm mười ngoài vạn dặm, hắn lấy ra lương khô thanh thủy hảo hảo ăn một bữa, lúc này mới chui ra địa động hướng Lạc Đà Sơn chỗ sâu phóng đi. Hắn cũng không có phi hành, mà là như con bai đồng dạng tại từng tòa sơn phong bên trong nhảy tới nhảy lui, hắn thận trọng tránh khỏi bảy tám cái sơn phỉ quân đoàn cứ điểm, cuối cùng tại một ngọn núi chi đỉnh ẩn núp xuống tới. Này sơn phỉ phụ cận có 5 cái sơn phỉ quân đoàn, nơi này hắn cũng dò xét tinh tường, là ở giữa đại thiên cơ thuyền phải qua đường. Ông, hắn bề ngoài chậm rãi cải biến, trên thân cũng mặc vào một kiện cấp thấp chiến giáp, trong tay cầm một kiện thánh khí, khí tức biến thành kim cương ngũ trọng. Hắn không có ngụy trang cái gì vũ cương, mà là cải trang giả dạng thành một cái sơn phỉ quân đoàn trinh sát. Hắn có một cái rất lớn mật kế hoạch, hơn một canh giờ về sau, thiên cơ thuyền đi ngang qua nơi này, sống hay chết, lập kiến kết quả cuối cùng. mươi 951, hết sức căng thẳng, đêm như nước lạnh, tối nay ánh trăng có chút lờ mờ, khắp nơi thấy một mảnh mông mông lung, từng tòa đại sơn cũng tựa như từng cái cự thú ẩn núp, làm người sợ hãi. Giang giật ẩn thân tại một đỉnh núi trong bụi cỏ, phụ cận phương viên trăm dặm cũng không ít trinh sát chạm gác ngầm ẩn núp, cùng hắn bề ngoài khí thức đồng dạng đều là kim cương cảnh võ giả, dạng này người tầm thường nhất, nhất là đối với đại nhân vật tới nói, hoàn toàn có thể coi thường. Giang giật kế hoạch liền là tiềm phục tại cái này, chờ đợi vũ nghịch thiên cơ thuyền đi ngang qua, trực tiếp bạo khởi giết người. Chỗ tốt như vậy ở chỗ có thể trong nháy mắt tới gần thiên cơ thuyền, lạ thường ngoài ý muốn. Vũ nghịch thiên cơ thuyền khẳng định cũng không biết bay quá cao, dù sao mặt khác bốn chiếc thiên cơ thuyền đều là trung cấp thiên cơ thuyền, căn bản chịu không được không trung cương phong, theo Giang giật phỏng đoán, thiên cơ thuyền nhiều nhất phi hành tại mấy trăm trượng không chung bên trong, hắn trong nháy mắt liền có thể xông lên thiên cơ thuyền phụ cận. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều có lợi có hại, tệ ở chỗ Giang giật tiềm phục tại rõ ràng như thế địa phương, khẳng định sẽ bị phía trước thiên cơ thuyền bên trên cường giả dò xét đến. Bốn chiếc thiên cơ thuyền bên trong tuyệt đối có vô số cường giả phóng thích thần thức bốn phía liếc nhìn, như đối phương cẩn thận là hơn, rất có thể dò xét đến trinh sát chạm gác ngầm trực tiếp dọn dẹp, dù sao đối với bọn hắn tới nói cũng vẻn vẹn tiện tay một kích thôi, còn có thể uy hiếp bốn phía sơn phỉ quân đoàn. Điểm trọng yếu nhất vũ nghịch xác định ở giữa thiên cơ thuyền bên trên sao. Điểm này giang giật không có bất kỳ cái gì tình báo, ảnh hoàng người cũng không biết vũ nghịch cụ thể ở đâu chiếc thiên cơ thuyền bên trên, vạn nhất không ở chính giữa ở giữa thiên cơ thuyền bên trên, giang giật tự uổng phí hết cơ hội, còn muốn lâm vào trùng vây. Giả mạo vũ cương có thể tìm được vũ nghịch vị trí chính xác, nhưng giờ phút này ban đêm bên trong, vũ cương chúc thực lực ấy không có khả năng tại trong đêm phi hành coi như phi hành cũng sẽ cưỡi thiên cơ thuyền sở dĩ giả mạo vũ cương dùng cơ thính vũ trí tuệ trong nháy mắt có thể đoán ra đây là giả từ đó hạ lệnh trực tiếp oanh sát giang giật chỉ có thể cược cược vũ nghịch ở giữa thiên cơ thuyền bên trên dựa theo lẽ thường tới nói vũ nghịch bên người nhiều như vậy cường giả còn tiến vào bắc tuyết vực hẳn là sẽ không cẩn thận như vậy vũ nghịch xuất thân cửu đế gia tộc trong khung cũng có ngạo khí chắc chắn sẽ không như qua phố lão thử cẩn thận Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, Giang giật hô hấp hơi có chút rồn rập, cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt, sẽ đại chiến cái này khiến hắn là hưng phấn, đây là một cái võ giả bản năng phản ứng. Sau nửa canh giờ, hắn phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định thiên cơ thuyền lộ tuyến không có thay đổi, hắn có chút thở dài một hơi. Trước mặt thiên cơ thuyền lập tức liền muốn theo đỉnh đầu hắn bay qua, hắn cũng không dám lại loạn dò xét, như một cái là báo đi săn vùi ở trong bụi cỏ dại, đề phòng bốn phía giò xét, cực kỳ giống một cái sơn phỉ quân đoàn chạm gác ngầm. Không đúng, nghĩ một lát, Giang giật lại cảm thấy không đúng, thần niệm hướng phụ cận trạm gác ngầm giò xét mà đi, rất nhanh nở nụ cười khổ. Hắn bắt trước quá chuyên nghiệp, còn lại trinh sát cùng chạm gác ngầm giờ phút này đều ngủ gà ngủ gật đâu, hắn như thế đề phòng bốn phía giò xét, vậy khẳng định sẽ cho người ta hoài nghi. Toàn thân hắn buông lỏng, thân thể Nazi đi bên cạnh một cây đại thụ, tựa ở trên đại thụ chợp mắt, thần thức cũng không đi dò xét, Lẳng lặng chờ đợi cá lớn mắc câu. suy suy, hai nén hương về sau, phía tây truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cố cỡ trung thiên cơ thuyền nhanh chóng phá không mà đến, thiên cơ thuyền bên trên vòng bảo hộ bị cương phong tập kích, lấp lánh ra quang mang chói mắt, thật xa liền có thể nhìn thấy. Đến rồi, Giang giật nghe được thanh âm về sau, cũng không có mở to mắt, mà là phóng thích thần niệm hướng phụ cận trinh sát dò xét, nhìn thấy bọn hắn đều cả kinh nhảy dựng lên, sau đó nằm rạp trên mặt đất, đầy mắt sợ hãi hắn vội vàng mở to mắt cũng học nhảy dựng lên chui vào trong bụi cỏ trong mắt đều là vẻ sợ hãi vù vù thiên cơ thuyền phá không mà đến giang giật tại thời khắc này phát hiện ít nhất có gần ngàn đạo cường đại thần thức đảo qua thân thể của hắn hắn cũng giả bộ rất giống nằm dạp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên lên thân thể run lẩy bẩy một bộ bị cường giả khí tức dọa sợ bộ dáng vạn trượng năm ngàn trượng ngàn trượng giang giật thân thể phát run đến càng thêm lợi hại đây không phải trang mà là bởi vì khẩn trương giống như đám người này tùy ý công kích vậy hắn kế hoạch lần này tự hủy hoại chỉ trong chốc lát vù vù thiên cơ thuyền cuối cùng từ đỉnh đầu hắn bay qua rất nhiều khí thức cường đại cũng theo thiên cơ thuyền bên trong truyền đến để giang giật mừng như điên là thiên cơ thuyền bên trong cường giả hoàn toàn khinh thường giết hắn mặc dù những cái kia thần thức một lần lại một lần ở trên người hắn đảo qua nhưng đều không có ý xuất thủ thiên cơ thuyền hướng hồng vũ thành phương hướng phá không mà đi giang giật thở ra một hơi dài xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tiếp tục phủ phục tại trong bụi cỏ không dám động, kia chiếc đại thiên cơ thuyền ngay tại đằng sau trăm dặm, không muốn hai nén hương thời gian liền có thể bay tới, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ông, đúng lúc này, phía trước hơn 30 dặm bên ngoài một cái ảo cảnh có chút ba động, mấy chục người từ bên trong bắn ra, tại mặt đất vụng trộm tiềm hành, bốn phía tản ra, hiển nhiên cũng là một cái tiểu đội trinh sát, bị kia thiên cơ thuyền kinh động đến, ra dò xét tình báo. Ngoá, giang giật thần thức đảo qua về phía sau, lập tức thầm mắng, kia đại thiên cơ thuyền lập tức liền muốn tới, này sơn phỉ đến xem náo nhiệt gì, nếu làm hư đại sự của hắn, vậy liền mã lạc qua bích. Một nén nhang về sau, càng làm cho giang giật căm tức sự tình phát sinh, có hai tên trinh sát thế mà hướng bên này tới gần, mà lại khoảng cách chỉ có vài giảm. Hai người đều là kim cương võ giả, như lại tới gần thần thức liền có thể dò xét đến hắn, nói không chừng hội bộc phát chiến đấu, đến lúc đó sẽ kinh động đại thiên cơ thuyền bên trên người. Làm sao bây giờ, Giang giật đôi mắt chuyển động, nội tâm nhanh như hỏa thiêu, mắt thấy thiên cơ thuyền liền muốn tới, lại ra như thế một việc sự tình. Giết, hắn đôi mắt nhất chuyển, rất nhanh quyết định chủ ý, ngàn vạn không thể để cho hai người tới gần, nếu không sẽ thất bại trong gang tắc. Hắn nghi tâm hai thanh hồn kiếm mà ra, như u hồn hướng phía trước bay đi, đối phó hai tên kim cương võ giả, quá đơn giản, nhẹ nhõm có thể sử dụng hồn kiếm đánh giết. Hồn kiếm không thể so với cương phong, dùng giang giật linh hồn cường độ tùy ý có thể khống chế phi hành hơn 10 dặm, đương nhiên đây là đối phó hai tên kim cương võ giả như đối phó là thiên quân cường giả hắn khẳng định không dám làm loạn hồn kiếm phi hành như thế lâu dài khoảng cách sẽ bị người sớm phát hiện từ đó hủy đi hưu hắn bắn ra chính là hai thanh kim sắc hồn kiếm tốc độ so phổ thông hồn kiếm nhanh hơn rất nhiều như hai đạo thần hùng tại sơn giã bên trong phi hành chỉ là mấy lần hô hấp ở giữa tự vượt ngang vài dặm khoảng cách thoáng cái đã tới hai cái kim cương cường giả phụ cận a à đây là cái gì a à, hai tên trinh sát bị hù dọa, một người khác liền muốn hô to địch tập, nhưng giang giật hồn kiếm cỡ nào nhanh, kim quang lóe lên trong nháy mắt xông vào trong linh hồn hắn, đem hắn linh hồn đánh nát. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng A, một tên khác trinh sát rất là cơ linh, không dám kêu to, thậm chí không có đi quản linh hồn bên trong hồn kiếm, trước tiên quỳ xuống, sau đó không ngừng dập đầu, đau khổ cầu khẩn. Giang giật vốn định trực tiếp diệt sát hắn, nhưng nội tâm khẽ động, khống chế hồn kiếm đứng tại linh hồn hắn trong thức hải, không có hạ sát thủ. Hắn phát hiện một vấn đề, nếu là kẻ bên này đột nhiên xuất hiện hai cỗ thi thể, vậy liệu rằng để vũ nghịch bọn người sinh nghi? Không thể giết người, giang giật trong đầu nhất chuyển, khóa chặt tên thám báo kia truyền âm nói, muốn mạng sống tự ngậm miệng, dựa theo chỉ thị của ta đi làm, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta giết chết người cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Vâng, vâng, người kia vội vàng đáp, không ngừng dập đầu, bị hù mặt đều xanh đem bên cạnh thi thể thu vào cổ thần nguyên trong nhẫn, nhanh. Giang giật truyền âm qua, người kia lập tức đem thi thể kia thu vào, Giang giật lại mệnh lệnh hắn ngồi trồm hổm ở nguyên địa. Xuy suy vào thời khắc này phía tây truyền đến tiếng xé gió, một cỗ to lớn thiên cơ thuyền gào thét mà đến, cái này thiên cơ thuyền so vừa rồi kia một chiếc lớn gấp đôi, tốc độ ngược lại là cùng vừa rồi thiên cơ thuyền giống nhau như đúc. Giang giật vội vàng khống chế hai thanh hồn kiếm bay trở về, đồng thời cùng cái này trinh sát truyền âm nói, đợi thiên cơ thuyền tiếp cận lập tức hướng phương bắc chạy chạy càng nhanh hơn càng tốt không chạy bản tòa hội trong nháy mắt diệt sát ngươi chương 952, tàn sát giang giật hồn kiếm thu hồi lại không bao lâu vô số thần thức tự quét tới để tinh thần hắn chấn động bởi vì hắn ít nhất cảm nhận được mấy ngàn đạo thần thức cái này thiên cơ thuyền bên trên có mấy ngàn người còn lại thiên cơ thuyền chỉ có hơn một ngàn người điều này nói rõ cái gì nói rõ vũ nghịch ngay tại cái này thiên cơ thuyền lên đương nhiên hắn giờ phút này còn không dám có nửa điểm thiện động, cùng còn lại trinh sát đồng dạng nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, sắc mặt cũng hơi phát xanh, đại khí không dám phun ra. Mấy ngàn đạo thần thức đảo qua, cũng không có thần thức ở trên người hắn dừng lại, thiên cơ thuyền không ngừng tại ở gần, giang giật toàn thân run rẩy dữ dội hơn, địch nhân lần này mạnh mẽ chỗ không có cường đại, một cái không tốt hôm nay hắn liền muốn chết ở đây. Vạn trường, tám ngàn trường, năm ngàn trường, giang giật bắt đầu điều động cương phong, điều tập rất nhiều cương phong chi lực, tùy thời có thể dùng phóng thích mà ra, hắn thần thức cũng lặng yên theo dưới mặt đất nhô ra đi, khóa chặt xa xa cái kia sơn phỉ trinh sát. Ba ngàn trượt, một ngàn trượt, năm trăm trượt, chạy, lập tức toàn lực chạy, chạy về các ngươi doanh địa đi, nếu có một tia dừng lại, bản tỏa để ngươi hồn phi phách tán. Giang giật truyền âm như như tiếng sấm vang lên tại kia trinh sát trong đầu, trinh sát dọa đến thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn phía trên như một cái diều hâu thiên cơ thuyền sắc mặt đại biến, kia thiên cơ thuyền bên trên đều là đại nhân vật, như hắn chạy loạn chọc giận tới đại nhân vật, có thể hay không bị đại nhân vật chém giết. Hưu, nhưng nghĩ tới vừa rồi đồng bạn của hắn vô thanh vô tức chết đi, nghĩ đến kia như quỷ hồn kim quang, cái này trinh sát chỉ có đoạt mệnh lao nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ tại trong vùng núi chạy. Bởi vì hoảng hốt chạy bừa, trên chân đá bay rất nhiều thạch đầu bùn đất, loạn thạch trượt xuống, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Ừ, thiên cơ thuyền vừa mới đến giang giật trên không, vô số hộ vệ toàn bộ bị bên kia động tĩnh đánh thức, tất cả thần thức đều hướng bên kia quét tới, nghĩ xem xét xuống đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Liền là giờ phút này, giết, sang giật tại thời khắc này đôi mắt sáng như tinh thần, nội tâm của hắn trầm hống một tiếng, thân thể như cuồng long nổ bắn ra mà lên. Hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, vô số cương phong phóng xuất ra, những cái kia cương phong nhanh chóng ngưng tụ, chỉ là một cái nháy mắt thời gian tự ngưng tụ ra 10 chuôi cương phong chi nhận. hắn bảo hống cho ta phá suy suy, 10 chuôi cương phong chi nhận tựa như 10 chuôi tử thần liêm đao, hướng lên trên không thiên cơ thuyền vô thanh vô tức vào tới, giang giật hỏa linh châu bên trong lôi hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra lôi hỏa thần thuẫn, trên thân hỏa vân khải cũng quang mang lấp lánh. Trong tay huyền thiết trọng kiếm cùng một cái nguyễn kiếm xuất hiện, thân thể như cuồng long hướng lên trên uổng phí vào tới, lôi hỏa cùng hỏa vân khải hồng quang chiếu rọi, để hắn biến thành một tôn lấy mạng sát thần. Ừ, không tốt, địch tập, thiên cơ thuyền bên trong bốn ngũ tinh cường giả phản ứng rất nhanh, vô số người giống to, nhưng vào thời khắc này mười chuôi cương phong chi nhận đã hung hăng đánh vào thiên cơ thuyền bên trên. Ông, thiên cơ thuyền phía ngoài vòng bảo vệ màu trắng quang mang trong nháy mắt bùng lên, quang mang vạn trượt, chiếu sáng phụ cận mờ tối đêm tối, cũng chiếu sáng nơi xa mười mấy tên ẩn núp trinh sát kia hoảng sợ mặt. ầm, um, một tiếng kinh thiên nổ vang, chiếc này cấp cao nhất thiên cơ thuyền vòng bảo hộ trực tiếp bạo liệt, tiếp lấy toàn bộ thiên cơ thuyền đều bị chém thành 11 phân, còn có rất nhiều võ giả thân thể bị chém thành vài đoạn, tiên huyết phẩy xuống trời cao. Thùng thùng, ô ô, không đợi mọi người giật mình tỉnh lại, một đạo âm thanh khủng bố từ phía dưới truyền đến, thanh âm kia quá quỷ dị, tựa như trong địa ngục ác ma la lên, càng giống là một cái kinh khủng hung thú gào thét, những cái kia sơn phỉ quân đoàn trinh sát nghe được thanh âm, trực tiếp ôm đầu trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. A, à, ta đầu muốn phát nổ, đây là cái quỷ gì thanh âm? Thần âm thiên kỹ, lôi hỏa thần thuẫn, hỏa vân khải, hắn, hắn là giang giật. Giang giật giết, vô số thống khổ tiếng gào thét, tiếng kêu to sợ hãi, kinh dị tiếng giống to liên tiếp, cửu thiên chi thượng phong vân cũng đột nhiên động, mấy đạo lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa uy áp đánh xuống, mục tiêu là ba tên không có bị thần âm thiên kỹ ảnh hưởng rất lớn bốn ngũ tinh cường giả. Đồng thời giang giật mi tâm 12 thanh hồn kiếm gào thét mà ra, bắn thẳng đến ba người kia tâm hắn niệm còn khống chế bốn thanh không có sụp đổ cương phong chi nhận hướng ba người bay đi. Vẹn vẹn một hai cái trong chớp mắt, Giang giật liền cùng lúc thả ra bốn năm loại công kích, phân thân thiên vạn vô thuật để hắn có thể một lòng mấy dùng, nếu không tuyệt đối không có khả năng đồng thời phóng thích nhiều như vậy công kích. Ba người kia vốn định công kích, nhưng cương phong chi nhận và mấy đạo lôi điện gào thét mà xuống, ba người bị kia lôi điện dọa sợ, lập tức không dám công kích, toàn lực tránh né. Đáng tiếc, Giang giật cách bọn họ quá gần, ba người vừa mới hướng bên cạnh bay vài chục trượt, giang giật 12 thanh hồn kiếm đã đến, phân biệt xuất vào ba người mi tâm. Ba người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tuyết, công kích linh hồn tới ba người không ngăn, chỉ có hồn phi phách tán, cản giang giật còn lại công kích tuyệt đối sẽ đem bọn hắn thần thuẫn oanh phá. Chỉ là bọn hắn có thể làm sao, công kích linh hồn kinh khủng nhất, linh hồn hỏng mất, cái gì đều xong, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản hồn kiếm, đem hy vọng đặt ở thần thuẫn phía trên, mong đợi giang giật công không phá được ba người thần thuẫn mộng tưởng là mỹ hảo hiện thực rất tàn khốc giang giật cương phong chi nhận liền thiên cơ thuyền vòng bảo hộ đều có thể oanh phá ba người thần thuẫn căn bản không tính sự tình cương phong chi nhận bay tới ba người thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt tiếp lấy bên ngoài thân ngụy thần khí chiến giáp cũng tầng tầng bạo liệt thân thể bị xoắn thành bùn máu hô hô ba tên người mạnh nhất bị giết giang giật thở ra một hơi dài những người còn lại đều có thể bị thần âm thiên kỹ ảnh hưởng đối với hắn mà nói cũng chính là thịt cá trên thất gỗ tùy ý xâm lược ầm ầm ba người chết đi giang giật tựu khống chế bắn xuống tới lôi điện hướng những người còn lại đánh tới chuyên oanh thiên quân đỉnh phong một cái tay khác nhuyễn kiếm không ngừng vung vẩy không ngừng phóng thích thần âm thiên kỹ áp chế toàn trường a a a cửu thiên thần lôi uy lực rất lớn một chút thực lực không mạnh thiên quân đỉnh phong thần thuẫn nhẹ nhõm bị oanh phá tiếp lấy thân thể oanh thành bột mịn Giang giật nổ xuống mấy đạo lôi điện sau cũng thu hồi huyền thiết kiếm, chống đi một cái tay liên miên không dứt đánh ra cương phong, ngừng tụ cương phong chi nhận, quét ngang toàn trường. Cương phong chi nhận giờ phút này đã đại tài tiểu dụng, rất nhiều người bị thần âm thiên kỹ công kích, ôm đầu tại thiên không lăn lộn, căn bản không thể hình thành hữu hiệu phòng ngự, cũng vô pháp kéo giải quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong. Giang giật bên ngoài thân có lôi hỏa thần thuẫn, giờ phút này cách bọn họ chỉ có 200 trường, nhiệt độ quá cao, phổ thông thiên quân căn bản ngăn không được, thần thuẫn vừa vỡ tự biến thành từng cái hỏa nhân, trên không trung tiếp tục lăn lộn, gào thét. Nhân gian luyện ngục, các loại chờ giang giật tới gần mọi người trăm trượng khoảng cách về sau, trên thuyền năm, sáu ngàn người, ít nhất có một nửa người thần thuẫn bị đốt phá, toàn bộ biến thành hỏa nhân. Giang giật không có đi quản bọn họ, một mực khóa chặt tối cường những cái kia thiên quân đỉnh phong, như thế hỗn chiến hắn nhất định phải đem toàn bộ thiên quân đỉnh phong đều chém giết, dạng này mới có thể an toàn, nếu không một cái không tốt, hắn cũng muốn chết ở đây hắn giết người quá nhanh, thần âm thiên ki áp chế tất cả mọi người, cương phong chi nhận những nơi đi qua, từng mảnh từng mảnh bị rào sát, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, gần trăm thiên quân đỉnh phong tựu hơn phân nửa đều bị chém giết. Giang giật cũng triệt để yên tâm xuống tới, hắn thần thức tại từng người trên thân đảo qua, bắt đầu tìm kiếm vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Ách, bởi vì là lần thứ nhất tham gia như thế cấp bậc chiến đấu, sở dĩ giang giật thần kinh căng thẳng vô cùng, ngay từ đầu tỏa định đều là đối phương cường giả, không có thời gian đi dò xét những người còn lại, giờ phút này thần thức quét qua, mới phát hiện một cái để hắn chấn kinh ngạc vạn phần vấn để cái này mấy ngàn người bên trong, không có vũ nghịch, cũng không có cơ thính vũ. Người đâu, sang giật suýt chút nữa thì điên rồi, phụ cận nhiều như vậy sơn phỉ, bên này chiến đấu khẳng định bị vô số người dò xét đến, thân phận của hắn cũng bộc quang. Bỏ ra lớn như thế đại giới, nhưng không có cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ, hành động lần này cũng sẽ triệt để thất bại. chương 953, hắn rốt cuộc đã đến. Vũ nghịch đâu, cơ thính vũ đâu giang giật cuồng loạn giống to nguyễn kiếm múa tốc độ tăng tốc âm thanh khủng bố vang vọng khắp nơi vài dặm bên ngoài kia mấy chục tên trinh sát có rất nhiều đều thất khiếu chảy máu mà chết tươi sống bị thần âm thiên kỹ cho làm cho linh hồn hỏng mất giết 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 giang giật thần thức quét mấy lần về sau xác định không có vũ nghịch cơ thính vũ về sau hắn nổi giận giống to cương phong chi nhận điên cuồng bay múa đem còn lại thiên quân đỉnh phong thần thuẫn đánh tan thân thể xoắn thành mảnh vỡ còn lại cấp thấp thiên quân cũng từng mảnh từng mảnh bị đốt sống chết tươi. Trên thuyền này bốn ngũ tinh cường giả quá ít, ta sớm nên nghĩ đến, nhất định là cơ thính vũ đã nhận ra cái gì, sở dĩ chơi một màn kim thiền thoát xác vũ nghịch hẳn là tại còn lại bốn chiếc thiên cơ thuyền bên trên. Vũ nghịch bên người có 10 tên bốn ngũ tinh cường giả, nơi này cũng chỉ có ba cái, vũ nghịch rõ ràng không ở đây. Giang giật cũng không cách nào, chỉ có thể trước đem những người này toàn bộ chém giết, lại nghĩ biện pháp truy sát vũ nghịch. Hiu hiu hiu, bên này kịch liệt tình hình chiến đấu kinh động đến bốn phía sơn phỉ phụ cận bốn cái sơn phỉ quân đoàn toàn bộ cường giả đều đã bị kinh động hướng bên này bay tới nhưng bọn hắn còn không có tới gần toàn bộ lại bị dọa đến lập tức lui nhanh bên này khí thức quá kinh khủng giang giật lôi hỏa thần thuẫn nhiệt độ cũng quá cao những cái kia sơn phỉ thủ lĩnh thần thức quét qua bên này nghe được vũ nghịch thủ hạ bạo giống về sau càng là bằng nhanh nhất tốc độ hướng lạc đà sơn chạy ra ngoài giang giật cái tên này tại đông hoàng đại lục kia là như sấm bên tai ba cái sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh thần thức cũng dò xét đến giang giật lôi hỏa thần thuẫn lôi đình chi nộ thần âm thiên kỹ giang giật người này đã đủ để bọn hắn hoảng sợ trọng yếu nhất chính là giang giật tại giết vũ ra người việc này thì càng dọa người trên thuyền rất nhiều đều là hồng vũ thành hộ vệ những này sơn phỉ đều rất quen thuộc trốn 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 mặc kệ là giang giật vẫn là vũ ra người bọn hắn đều không thể trêu vào chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn thoát đi phụ cận thoát đi Hồng Vũ Thành, thậm chí càng thoát đi Bắc Tuyết Vực. Bởi vì Giang giật chặn giết Bắc Đế Vũ ra người, việc này đã đem thiên xuyên phá. Việc này chú định gây nên Đông Hoàng Đại Lục chấn động, cũng sẽ gây nên cửu đế gia tộc tức giận, Đại Lục thế tất nhất lên một trận gió tanh mưa máu, bọn hắn không thoát được xa xa, quấy vào việc này bên trong tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Ông, tại Giang giật công kích thiên cơ thuyền lúc, bốn phía bốn chiếc thiên cơ thuyền bên trên bốn cái trong tay cường giả một cái đưa tin linh phù toàn bộ quang mang lóe lên, sau đó bạo liệt bốn người kia sắc mặt đại biến đồng thời quát lớn có địch nhân tập kích thiên vũ số thiên cơ thuyền hiu 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 bốn chiếc thiên cơ thuyền bên trên võ giả toàn bộ theo trong khoang thuyền bắn ra bốn đạo quát lớn âm thanh cũng vang lên bằng nhanh nhất tốc độ tới gần thiên vũ số thiên cơ thuyền lập tức cứu viện chờ chút phía bắc thiên cơ thuyền bên trong một cái trong khoang thuyền lại truyền đến một đạo thanh lệ giọng nữ tất cả chứa động đưa tin cho còn lại thiên cơ thuyền đều tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích nho lão làm phiền ngươi đi dò xét một phen, không thể cùng địch nhân khai chiến, dò xét tình huống lập tức trở về báo. ầm um, trong khoang thuyền cũng truyền tới một đạo trầm muộn nổ vang, vũ nghịch nổi giận đùng đùng đem phía trước cái bàn đập thành mảnh vỡ, trong đôi mắt lãnh mang lấp lánh nói ra, thính vũ, thật đúng là cho ngươi đoán chúng, lại có thể có người dám chặn giết ta người này sợ là chán sống a nho lão, tốc độ ngươi đi dò xét một phen. Vâng, công tử, vũ nghịch bên người một cái ngũ tinh cường giả thân thể lóe lên, xông ra thiên cơ thuyền bên ngoài, trên thân thần thuẫn lấp lánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đại thiên cơ thuyền bay đi, thần thức cũng cực lực dò xét. Công tử, an tâm chớ vội, cơ thính vũ nhàn nhạt uống trà, cái bàn bị vũ nghịch đập nát, nàng chỉ có thể bưng cái chén, khóe miệng nàng ngậm lấy nụ cười mê người, thản nhiên nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng lần này là công tử một cái lão bằng hiếu. Lão bằng hữu ai, vũ nghịch đôi mắt lóe lên, trên thân đằng đằng sát khí, cơ thính vũ bờ môi khẽ động, phun ra hai chữ, bạch y làm sao có thể bạch y không phải đã chết rồi sao? vũ nghịch trong con người đều là kinh nghi, cơ thính vũ cười cười cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi. cái này thiên cơ thuyền rời đi bên kia chỉ có trăm dặm, dùng nho lão tốc độ cùng thần thức cường độ đoán chừng rất nhanh liền có tin tức truyền báo. hưu chỉ là mấy chục giây thời gian, nơi xa một đạo bạch quang phá không mà đến, nho lão thân thể bắn nhanh bay tới, xông vào thiên cơ thuyền quát lớn, công tử, thiên vũ số thiên cơ thuyền bị hủy, sáu ngàn người bị giết hơn phân nửa lão lô bọn hắn toàn bộ bị giết, động thủ chỉ có một người giang giật. Ba, cơ thính vỗ tay khẽ run lên, cái chén đập xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nước trà rơi đầy đất. Vũ nghịch lại mộng, nháy nháy mắt nghi hoặc hỏi, nho lão, người nói cái gì lô lão bọn hắn toàn bộ bị giết giang giật cái nào giang giật. Nho lão tức hồn hền vội la lên, còn có thể có nào cái giang giật, thiên tinh đại lục giang giật, tội đảo giang giật. Ta dò xét đến hắn lôi hỏa thần thuẫn, hỏa vân khải, lôi đình chi nộ, thần âm thiên ký, công tử thuộc hạ chờ lệnh xuất chiến, ta muốn giết chết hắn, ta muốn cho lão lô bọn hắn báo thù. Bá Bá Bá, thiên cơ thuyền bên trên còn lại cường giả, toàn bộ binh khí ra khỏi vỏ, sát khí như hồng đỏ hồng mắt bạo quát công tử, chúng ta xin chiến. gian giật, vũ nghịch rốt cuộc tỉnh táo lại, trong tay hắn một cây trường thương xuất hiện, nổi giận hét lớn, giết chết hắn, toàn bộ nghe lệnh, xuất kích. dừng lại, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, cơ thính vũ hương mặt xinh đẹp rét lạnh đứng lên, quát khẽ nói, công tử không thể đi, lô lão các nàng có hai tên ngũ tinh cường giả, ba tên tứ tinh cường giả, hơn sáu ngàn người lại bị giang giật một người giết chết, chúng ta đi qua chỉ có thể chịu chết. Thậm chí chúng ta giờ phút này còn không trốn, tất cả mọi người trốn không thoát. Chư vị, báo thù xác thực quan trọng, nhưng công tử có bất kỳ tổn thương, chúng ta muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Cơ thính vũ, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào tất cả mọi người trên chán, nho lão cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, sát khí trên người một yếu, gật đầu nói, thính vũ tiểu thư nói không sai, báo thủ có rất nhiều cơ hội, công tử an toàn đệ nhất. Hắn rốt cuộc đã đến, cơ thính vũ thân thể mềm mại khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hai mặt ửng hồng, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến cửa khoang thuyền khẩu, nhìn qua bên ngoài mông lung đêm, cảm khái nói, bạch y, giang giật, cái này căn bản là một người, tốt cao minh cải trang thuật. Giang giật ngươi lần nữa để thính vũ thay đổi cách nhìn, chúng ta chiến đấu cũng mới vừa mới bắt đầu. Cơ thính vũ thân thể mềm mại đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt sáng rực nhìn qua vũ nghịch nói, công tử, người tin tưởng thính vũ sao? Vũ nghịch trên thân sát khí còn cuồn cuộn mà ra, bất quá những năm này hắn quen thuộc nghe theo cơ thính vũ, sở dĩ hờ hứng gật đầu nói, đương nhiên. Kia quyền chỉ huy cho ta như thế nào? Cơ thính vũ ánh mắt lộ ra một tia tự tin, cười nói, giang giật có độn thiên, chúng ta không giết được hắn, chỉ cần chúng ta có thể còn sống trốn về Bắc đế thành, liền là lớn nhất thắng lợi. Không chiến, Vũ nghịch lông mày nhíu lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái giang giật. Giang giật đã xưa đâu bằng nay, cơ thính vũ khe khẽ thở dài nói, giống như công tử cảm thấy không phục, có thể để bôi lão bọn người đi vây giết thử một chút nhưng chúng ta nhất định phải lập tức đào tẩu. Công tử, lần này ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt ha, vũ nghịch thu hồi trường thương trong tay, tức giận ngồi ở một bên. Cơ thính vũ rất nhanh hạ lệnh, truyền lệnh xuống, để bốn chiếc thiên cơ thuyền bằng nhanh nhất tốc độ, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bỏ trốn, giống như giang giật truy sát, tuyệt đối không thể chống cự, mỗi người tự chạy. Bôi lão các người dẫn đội đi chặn đường giang giật, nếu là không thể địch, lập tức rút về Hồng Vũ Thành. Tuân mệnh, Vũ Nghịch ngón tay giữa vùng quyền giao cho cơ thính Vũ, quân lệnh như núi tất cả mọi người không dám vi phạm. Thiên cơ thuyền quang mang chấn động hướng phương bắc bay đi, mấy chục tên cường giả cũng theo thiên cơ thuyền bên trong bay ra, hướng giang giật chỗ phương hướng lao đi. Nho lão, công tử, cơ thính vũ lúc này mới cười nhẹ nhàng nhìn qua nho lão cùng vũ nghịch nói, tất cả an bài xong, chúng ta bồi giang giật hảo hảo chơi đùa đi. chương 954, truy sát, bồng bồng, từng cái võ giả thần thuẫn bạo liệt, tiếp lấy thân thể bị xoắn thành huyết vụ, kề bên này cũng có cương phong, một khi thần thuẫn bạo liệt, thường thường toàn thây đều không có cách nào lưu lại. Giang giật xiết đỏ cả mắt, kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng có thể sắp thành lại bại, vũ nghịch cũng không có trong này, nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ. Hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ liền là đem tất cả mọi người giết, lại nghĩ biện pháp truy sát vũ nghịch. Hắn lần này thân phận chú định bại lộ, rất nhanh bác đế gia tộc cường giả liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hắn nếu là không trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống vũ nghịch, vậy liền cứu không được tô như tuyết. Sau lần này cũng sẽ đánh cỏ động rắn, ngày sau đoán chừng rốt cuộc không có có cơ hội cầm xuống vũ nghịch. Bồng bồng, hắn giết người tốc độ rất nhanh, nhưng là mấy ngàn người cũng nên hao phí một chút thời gian a à nơi này thượng giai thiên quân thế nhưng là có rất nhiều, thần thuẫn coi như cường đại, lôi hỏa trong thời gian ngắn không cách nào đốt phá, cần hắn khống chế cương phong chi nhận tập sát. Cương phong chi nhận quá bá đạo, phàm là đánh chúng thần thuẫn lập tức bạo liệt, bất quá mỗi lần đánh giết mấy người, cương phong chi nhận liền sẽ sụp đổ, giang giật cần một lần nữa ngưng tụ, nếu không bằng vào không ngưng kết cương phong tập kích tốc độ quá chậm. Nửa nén hương, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hơn 6.000 người bị giang giật toàn bộ chém giết hoàn tất, khắp thiên đều là huyết vụ, phía dưới còn có rất nhiều chân cụt tay đứt, cùng những cái kia bị đốt sống chết tươi hài cốt. Binh khí rơi đầy đất, rất nhiều cổ thần nguyên giới cũng bởi vì chủ nhân đã chết, tự động thoát ly lơ lửng giữa không chung, hiện trường mùi máu tươi dị thường nồng đậm, huyết dịch cũng đem một đỉnh núi nhỏ nhuộm đỏ. Vù vù, giang giật thân thể hướng phía dưới bay đi, đem một vài thiên quân đỉnh phong cổ thần nguyên giới thu hồi, hắn cũng có chút thở hổn hển mấy cái khí, cái này đại chiến cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều thể lực cùng nguyên lực, ngược lại để tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều. Nhất là ngay từ đầu lúc, hắn đồng thời thả ra 4 năm đạo công kích, không có chút nào có thể phạm sai lầm, kia một vòng công kích phóng thích về sau, kém chút để hắn trực tiếp bất tỉnh khuyết đi qua. Hô hô, hắn miệng lớn thở hổn hển mấy cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, rất nhanh hắn đôi mắt lạnh lẽo, bởi vì phương Bắc có vài chục người bay vụt mà đến, phía trước nhất mấy người khí tức rất cường đại, rõ ràng là bốn ngũ tinh cường giả. Vũ nghịch tại phương Bắc, Giang giật linh hồn khẽ động, lập tức xác định, còn lại thiên cơ thuyền cũng không có cường giả đến giúp, nói rõ trên thuyền cường giả không nhiều, vũ nghịch bên người không có khả năng không có cường giả hộ vệ. Hắn thần thức tại kia mấy chục người thần thức quét qua, không có phát hiện vũ nghịch thân ảnh về sau, hai tay sáng lên bạch quang, trực tiếp xé rách hư không độn thiên mà đi. Cái này mấy chục người thực lực không tệ, hắn coi như có thể giết, khẳng định phải trả giá đắt, vấn đề ở chỗ hắn giết cái này mấy chục người có ý nghĩa gì hắn cần cầm xuống vũ nghịch. Người đâu không tốt, là độn thiên, bên kia vũ nghịch hộ vệ lô lão mấy người cũng khóa chặt giang giật, nhưng không đợi bọn hắn dựa đi tới, giang giật đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn liếc nhau đều nửa nụ cười khổ, cơ thính vũ nói không sai, bọn hắn căn bản giết không được giang giật. Có độn thiên tình huống dưới, trừ phi bán thần, nếu không ai cũng không giết được hắn. Phía bắc thiên cơ thuyền khoảng cách bên này có trăm dặm. Giang giật yên lặng tính toán lấy khoảng cách, vẻn vẹn độn thiên mấy cái trong chớp mắt, hắn tự xé rách hư không mà ra, vừa ra giữa không chung, hai tay của hắn múa hấp thu khắp nơi cương phong, thần thức cũng lập tức dò xét mà đi. Hắn tính được rất chuẩn, phía bắc hơn 50 dặm bên ngoài, có một chiếc thiên cơ thuyền chính nhanh chóng phi hành, phương hướng không phải hồng vũ thành phương hướng, mà là phương bắc hắn yên lặng tính toán một chút khoảng cách, thân thể lần nữa xé rách hư không, độn thiên mà đi. Lần này hắn vẻn vẹn độn thiên hai cái trong chớp mắt, chờ hắn xé rách hư không mà ra lúc, vừa vặn ngay tại thiên cơ thuyền phía trước vài dặm. Hai tay của hắn múa đem bốn phía cương phong hấp thu không còn về sau, hai tay nhanh chóng đánh ra cương phong, thả ra một cái cương phong thần thuẫn, sau đó lại ngưng tụ mười chuôi cương phong chi nhật, khống chế bọn chúng hướng phía trước bay đi, chính mình cũng đi theo bắn tới suy suy bên kia thiên cơ thuyền chính phá không mà đến tốc độ quá nhanh tăng thêm giang giật vừa xuất hiện tự toàn lực lao nhanh sở dĩ chỉ là một cái nháy mắt thời gian khoảng cách của song phương tự kéo đến hai dặm phá cho ta bên kia thiên cơ thuyền chấn động ngừng lại nhưng đã muộn giang giật tâm niệm khống chế cương phong chi nhận bắn nhanh mà đi thân thể đi theo lao đến mười chuôi cương phong chi nhận hung hăng bổ vào thiên cơ thuyền bên trên vòng bảo hộ phía trên ông cái này thiên cơ thuyền là cỡ chung phòng ngự vòng bảo hộ quá yếu Mười chuôi cương phong chi nhận nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự vòng bảo hộ, tiếp lấy đem thiên cơ cho chém thành 11 phân, bên trong một số người vận khí không tốt, trực tiếp bị rào sát. Không có làm sao có thể, giang giật thần thức trước tiên quét tới, nhưng lại cũng không có phát hiện vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Bên trong võ giả đều là một chút cấp thấp thiên quân, thiên quân đỉnh phong đều không có người nào. Cơ thính vũ vũ nghịch hoặc là tại còn lại thiên cơ thuyền bên trên, hoặc là tựu đơn duy nhất trốn, mẹ nó. Nữ nhân này quá tinh minh rồi. Giang giật thầm mắng một tiếng, kia thiên cơ thuyền bên trên người cũng bị hù dọa, thế mà không có người nào công kích, mà là bay vụt hạ mặt đất, bốn phía chạy trốn mà đi. Còn có thể trốn, Giang giật sát khí đổ xuống mà ra, nguyễn kiếm trong tay xuất hiện, thần âm thiên kỹ phóng thích mà ra, cương phong chi nhận vô thanh vô tức lướt tới, thu gạt lấy từng đầu mạng người. Cái này thiên cơ thuyền bên trên chỉ có hơn một ngàn người, căn bản không có cường giả, Giang giật chỉ là hao tốn người mấy hơi thở thời gian liền đem toàn bộ người chém giết sạch sẽ. Cương phong chỉ nhận tựa như từng thanh từng thanh đổ đau, người phía dưới tại thần âm thiên kỹ phía dưới biến thành từng cái khoanh tay chịu chết dê con. Vù vù, vừa mới thanh lý hoàn tất, phía nam truyền đến một đạo tiếng xé gió, giang giật thần thức đảo qua đi, phát hiện lại là lô lão đám người kia, khóe miệng của hắn đùa cợt cười một tiếng. Đám người này rõ ràng là đến kéo dài thời gian, tốt ngân cản hắn truy sát, hắn cũng không có ngu như vậy. Suy suy, hắn xé rách hư không độn thiên mà đi, lưu lại lô lão bọn người chỉ có thể dương mắt nhìn, Giang giật lần này hướng phía nam độn thiên mà đi, bất luận vũ nghịch các nàng là không ẩn thân tại còn lại thiên cơ thuyền, hắn đều quyết định đem sở hữu thiên cơ thuyền hủy diệt, dù sao tuyệt đối không thể để cho vũ nghịch trốn về hồng vũ thành nội. Hắn đoán ra thời gian, độn thiên mười mấy hơi thở thời gian, thân thể xé rách hư không mà ra, ra phía nam 200 dặm bên ngoài, vừa xuất hiện hắn thần thức quét qua, cũng không có phát hiện thiên cơ thuyền. Thần niệm, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bằng nhanh nhất nhanh tốc độ phóng thích thần niệm dò xét rất nhanh tại vùng đông nam ngoài trăm dặm phát hiện một chiếc thiên cơ thuyền. Giết, hắn nổ bắn ra mà lên độn thiên mà đi, rất mau ra thiên cơ thuyền phụ cận, cương phong chi nhận bay múa, tương thiên máy thuyền xoắn thành bột mịn, để hắn rất là thất vọng là thiên cơ thuyền bên trong vẫn như cũ là một ngàn cấp thấp thiên quân, cũng không có vũ nghịch cơ thính vũ thân ảnh. Thần âm thiên kỹ, cương phong chi nhận, sang giật biến thành một cái thiết huyết đồ phu, bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được tính mạng của tất cả mọi người, lần này lô lão bọn người không có đuổi tới, coi như muốn đuổi theo đến cũng không có nhanh như vậy. Giang giật chu diệt tất cả mọi người về sau, không tiếp tục mạo muội truy kích, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng thích thần niệm tại phương viên mấy chục trong vạn dặm cẩn thận dò xét. Mặt khác hai chiếc thiên cơ thuyền, một chiếc về phía tây bên cạnh bay đi, một chiếc hướng hồng vũ thành bay đi, Giang giật đã không đi quản cái này hai chiếc thiên cơ thuyền. Cơ thính vũ quá thông minh, đối với hắn hiểu rất rõ, Giang giật tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không cưới thiên cơ thuyền trốn. Không cưới thiên cơ thuyền, kia chỉ có hai loại biện pháp đào tẩu, đệ nhất để cường giả đem bọn hắn mang theo tiến vào không gian thần khí bên trong đào tẩu, thứ hai, từ dưới đất đào tẩu. Vô luận các nàng làm sao trốn, mục tiêu cuối cùng nhất, khẳng định là đi phụ cận thành trì, cũng chỉ có tiến vào trong thành trì, các nàng mới có thể cưỡi truyền tống trận rời đi, trốn tránh truy sát. Hồng Vũ Thành nội có thẳng tới Bắc Tuyết vực vực chủ thành cỡ lớn truyền tống trận, vực chủ thành nội có bán thần cường giả, cho nên bọn họ thoát đi mục tiêu, rất có thể là Hồng Vũ Thành. Tìm được, nửa nén hương về sau, Giang giật thân thể run lên, hắn tại bên ngoài vạn dặm lòng đất vạn trược, phát hiện một cái chạy trốn thân ảnh. Người kia Giang giật gặp qua, chính là vũ nghịch hộ vệ bên cạnh nho lão, đây là người ngũ tinh cường giả, bất hòa lô lão bọn người cùng một chỗ đuổi giết hắn ngược lại hướng hồng vũ thành bỏ chạy. Giang giật suy đoán vũ nghịch cùng cơ thính vũ, rất có thể bị hắn dùng không gian thần khí mang theo đào tẩu. Giết, ngũ tinh cường giả rất mạnh, nhưng khai cung không quay đầu lại tiến, Giang giật không trần chờ chút nào, độn thiên mà đi đuổi sát nho lão mà đi. chương 955, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giang giật muốn truy sát vũ nghịch cơ thính vũ, vũ nghịch cùng cơ thính vũ muốn trốn tránh truy sát. Đây là một trận truy đuổi chiến đấu, song phương đều tại đánh cờ, chính như cơ thính vũ nói, các nàng lần này có thể thành công đào tẩu, cái kia chính là đại thắng. Một trận chiến này giang giật bỏ ra rất nhiều, mưu đồ thật lâu, chiến đấu đã trải qua rồi, thân phận đã bộc quang, đã đả thảo kinh xà như lần này bắt không được hai người, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội. Bởi vì thân phận lộ ra ánh sáng, tô như tuyết tại cơ thính vũ trong tay, sở dĩ giang giật sau đó không chỉ có phải bị cửu đế gia tộc truy sát, còn muốn bởi vì tô như tuyết mà bị quản chế tại người, như cơ thính vũ đem tô như tuyết treo ở bắc đế ngoài thành, người nói hắn muốn hay không đi cứu. Sở dĩ giang giật quyết định, nhất định không thể để cho vũ nghịch cùng cơ thính vũ trốn về bắc đế thành, bằng không hắn cùng tô như tuyết đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nho lão rất cường đại, hẳn là vũ nghịch bên người nhất cường đại người, nếu không cũng sẽ không một mực hộ vệ tại vũ nghịch bên người. Như thế cường đại người, không đến truy sát Giang Giật, mà là một người độc thân đào tẩu, không có vấn đề mới là lạ chứ. Giang Giật đối phó hắn nắm chắc cũng không lớn, nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố, trực tiếp một cái độn thiên đi phía đông bên ngoài vạn dặm Do xét, thần thức quét qua, phát hiện phụ cận chỉ có một ít cấp thấp sơn phỉ tại chạy trốn hắn cũng mặc kệ, phóng thích thần niệm truy tra nho lão, rất nhanh tại phía trước ngoài trăm dặm lòng đất vạn trượng tìm được nho lão. Đi, giang giật trên thân bạch quang lóe lên, biến thành bôi lão dáng vẻ, linh hồn khí tức cũng biến thành giống nhau như đúc, sau đó lần nữa độn thiên. Lần này trực tiếp ra lòng đất, hắn đối với độn thiên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, một cái độn thiên ra nho lão phía trước hơn 20 dặm chỗ. Thần trí của hắn cũng trước tiên hướng về sau mặt quét tới, rất nhanh khóa chặt nho lão, nho lão thần thức cũng rất mạnh, chỉ là một lát tự khóa chặt giang giật. Ừ, Nho lão có chút kinh ngạc, giang giật huyễn ảnh thần thông quá lợi hại, giờ phút này biến thành bôi lão dáng vẻ đơn giản giống nhau như đúc, mà lại linh hồn khí tức cũng giống nhau như đúc, liền là phía ngoài chiến giáp không giống mà thôi. Giang giật bên ngoài cơ thể nguyên lực chấn động, bốn phía đất đá bạo liệt, hai tay của hắn múa đem đất đá xoắn nát, hóa thành một đầu địa long hướng nho lão vào tới. Hơn 20 dặm đối với hắn cái này cấp bậc quá tới gần, chỉ là trong chốc lát liền đã lướt qua 10 dặm, nhao lão truyền âm cũng rất nhanh tới lão đồ người như thế chạy nơi này những người còn lại đâu hắn không có hoài nghi ta giang giật nội tâm khẽ động nếu là đối phương không có hoài nghi hắn đem có thể nhẹ nhóm tới gần tiếp theo lợi dụng cương phong đánh lén không đúng hắn thần thức dò xét đến bôi lão trong tay nguyên lực hơi động một chút rất rõ ràng đang ngưng tụ công kích hắn rõ ràng biết mình là hàng giả cố ý nói như vậy tương kế tiểu kế để cho giang giật chủ động tới gần phản đánh lén gừng càng già càng cay a à. giang giật âm thầm cảm khái may mắn hắn gần nhất luôn giả mạo người khác thời khắc sợ người khác nhận ra sở dĩ cẩn thận một chút nếu không như coi là đối phương không nhận ra hắn đần độn tới gần bị nho lão đánh lén vậy liền chết không có chỗ trôn đã người tương kế tự kế vậy ta cũng tương kế tự kế giang giật làm bộ không có phát hiện nho lão nhận ra mình chân thân hàm hồ truyền âm qua bọn hắn đều bị giang giật giết cái gì nho lão dừng chân lại trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong tay lại tiếp tục tích lũy nguyên lực, chờ đợi Giang giật tới gần. Giang giật hai tay một bên đem đất đá xoắn thành mảnh vỡ, một bên lặng yên phóng thích cương phong, lặng yên tại bên ngoài thân hình thành một cái cương phong thần thuẫn, cũng ngưng tụ vài thanh cương phong chi nhận, linh hồn bên trong 12 thanh hồn kiếm đã lặng yên theo trong thân thể chui ra, từ dưới đất kín đáo đi tới. 10 dặm, 5 dặm, một dặm, giết, tiểu tạc nhận lấy cái chết, gần như đồng thời, Giang giật cùng nho lão đều quát lớn, nho lão trong tay bắn ra tinh quang vạn điểm, giống như là bắn ra mấy vạn thanh ám khí, những cái kia điểm sáng màu đen nhẹ nhõm đem bùn đất bắn thùng, dùng tốc độ khủng khiếp hướng đem chen chúc mà tới. Xuy suy, Giang giật cương phong chi nhận vô thanh vô tức mà đi, 12 thanh hồn kiếm cũng theo dưới chân đất đá bên trong lặng yên vào tới, đồng thời Giang giật trong tay còn ra hiện một cái nguyễn kiếm, điên cuồng múa, thả ra thần âm thiên kỹ. Thần âm thiên kỹ uy lực rất lớn, bán thần phía dưới đều hẳn là sẽ bị ảnh hưởng, tự xem bị ảnh hưởng lớn không lớn. Cương giả ở giữa chiến đấu, chỉ cần bị một điểm ảnh hưởng, vậy cũng đủ để đặt vững thắng cục. Công kích này thật là khủng khiếp, cương phong thần thuẫn rất có thể ngăn không được, hỏa vân khải nhờ vào ngươi. Mấy vạn điểm đen như vạn tên cùng bắn phóng tới, tốc độ so cương phong chi nhận nhanh hơn, giang giật coi như muốn tránh cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có trông cậy vào cương phong thần thuẫn cùng hỏa vân khải, cương phong thần thuẫn trước kia chặn vũ nghịch lục tinh đạo văn phán quyết phong nhận, thời khắc này cương phong thần thuẫn hắn còn động lại rất nhiều, lực phòng ngự tăng lên một phần, nhưng Giang giật nhìn thấy những cái kia điểm đen lại không hiểu có loại cảm giác, cương phong thần thuẫn tuyệt đối ngăn không được. Phanh, phanh phanh phanh, bất hạnh để Giang giật đoán chúng, mấy vạn điểm sáng màu đen như như mưa to bắn nhanh mà đến đánh vào cương phong thần thuẫn bên trên, thần thuẫn bên trong cương phong năng lượng nhanh chóng tiêu hao, vẻn vẹn công kích mấy ngàn lần, cương phong thần thuẫn năng lượng tự biến mất một nửa. Không ngăn được, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Giang giật gào thét, hoàn toàn không để ý tới nho lão công kích, toàn lực khống chế cương phong chi nhận hướng nho lão vào tới, phía dưới 12 thanh hồn kiếm cũng như u hồn theo lòng đất hướng nho lão phóng đi. Khoảng cách gần như thế, cương phong chi nhận rất nhanh bay qua, hung hăng bổ vào nho lão thần thuẫn phía trên. Để giang giật hoảng sợ là nho lão thần thuẫn dị thường cường đại, phía trước hai thanh cương phong chi nhận thế mà không có đem hắn thần thuẫn cho đánh tan, mà chính mình cương phong thần thuẫn mắt thấy là phải phá. Chết! hắn cuồng loạn giống to, 12 thanh hồn kiếm đến, như cầu vòng xuất vào nho lão thần thuẫn bên trong, tiếp lấy tiến vào bên trong thân thể của hắn, tiếp theo hướng trong linh hồn hắn phóng đi. Công kích linh hồn, nho lão đôi mắt co rụt lại, nếu chỉ là linh hồn công kích kia không đáng sợ, mấu chốt là bên ngoài còn có cương phong công kích. Linh hồn này công kích không đi ngăn cản, vậy khẳng định hồn phi phách tán, như đi ngăn cản, hắn thần thuẫn khẳng định phải phá. Hồn kiếm tốc độ quá nhanh, không phải do hắn đi muộn nghi, 12 thanh hồn kiếm đã vọt lên linh hồn thức hải của hắn bên trong, mãnh liệt xung kích linh hồn của hắn, hắn chỉ có khống chế linh hồn trong thức hải linh hồn phòng ngự bảo vật phòng ngự. Xuy suy, phía sau cương phong chi nhận bay đi, nhẹ nhõm đem hắn thần thuẫn xoắn nát, tiếp lấy xoắn nát hắn bên ngoài thân ngụy thần khí nội giáp, cuối cùng đem hắn thân thể cho xoắn thành thịt nát. Phanh phanh phanh, gần như đồng thời, giang giật cương phong thần thuẫn cũng bị phá, sau đó hắn hỏa vân khải tầng tầng bạo liệt, vạn hạnh chính là nho lão sớm hắn một khắc chết đi, phía sau điểm sáng màu đen không ai khống chế, sở dĩ vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Phốc, Giang giật thân thể bị tạc đến máu thịt be bét, hắn trong miệng ngoẹ ra mấy ngụm máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười, nhưng bởi vì thống khổ trên mặt cơ bắp đều bóp méo, sở dĩ nhìn dị thường giữ tợn kinh khủng. Vừa rồi quá hung hiểm, như hắn có một khắc trần chờ, như sợ chết suy nghĩ lấy làm sao phòng ngự, tránh né hoặc là chạy trốn. Sợ giờ phút này đã sớm biến thành một đống thịt nát, đưa tử địa mà hậu sinh, cổ nhân thật không lừa người. Còn sống thật là tốt, hắn thở một hơi thật dài, mạnh mẽ kéo lấy trọng thương thân thể hướng phía trước bay đi, một phát bắt được nho lão còn chưa bị hủy đi không gian giới chỉ, thần thức tham tiến vào tìm kiếm không gian thần khí. Giống như vũ nghịch cùng cơ thính vũ bị mang theo đào tẩu, vậy khẳng định tại không gian thần khí bên trong. chương 956, ý nghĩ điên cuồng, không có, thần thức dò xét một lần, giang giật trong cổ họng tụ huyết kém chút lần nữa phun ra ngoài, Cổ thần nguyên trong nhẫn rất nhiều thứ, có đan dược, thiên thạch, bảo vật, binh khí, thư tịch lương khô vân vân. Nhưng hắn thần thức ở bên trong quét mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không gian thần khí, thậm chí cùng loại không gian thần khí đồ vật đều không có. Ông, hắn đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra, ném đến đầy đất đều là, từng cái từng cái đồ vật kiểm tra, nhìn xem phải chăng có không gian thần khí tiềm ẩn ở bên trong, nhưng để hắn thất vọng vô cùng chính là nho lão cổ thần nguyên trong nhẫn không có bất kỳ cái gì không gian thần khí. Làm sao có thể, giang giật trong mắt đều là kinh nghi, thần thức tại bốn phía liếc nhìn, tại nho lão hóa thành bùn máu trên người đảo qua, đáng tiếc hắn không có bất kỳ phát hiện nào, nho lão trên thân chỉ có một viên cổ thần nguyên giới. Không có đạo lý A, à, cổ thần nguyên giới là rất đặc thù tồn tại, thứ này tại thượng cổ thời đại tự có, bất quá đường ra đem cổ thần nguyên giới cải tiến. Giới chỉ cũng không quý nhưng cứng rắn đáng sợ, phía trên có thần kỳ cấm chế, giống như không phải cố ý khóa chặt cổ thần nguyên giới công kích, bình thường rất khó hủy đi cổ thần nguyên giới. Giang giật tại vừa rồi lúc công kích, có chút cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện nho lão trên người có còn lại cổ thần nguyên giới, giống như cương phong chi nhận hủy đi cổ thần nguyên giới, hắn cũng sẽ có điều phát giác mới là. Sở dĩ, duy nhất kết luận, vũ nghịch cơ thính vũ cũng không phải là cùng nho lão đi cùng một chỗ, nho lão chỉ là dùng để mê hoặc hắn, dùng để hấp dẫn hắn lực chú ý. Không tệ, không tệ, cơ thính vũ người quả nhiên càng ngày càng thông minh. Giang giật giận quá mà cười, hắn đánh bạc mệnh kém chút bị nho lão giết, giờ phút này còn bị đả thương nặng, ngụy thần khí hỏa vân khải cũng bị hủy, bỏ ra lớn như thế đại giới, cuối cùng lại phát hiện bị chơi sỏ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần này địch nhân của hắn trước nay chưa từng có thông minh, giống như hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, không chỉ có tìm không thấy người, chính mình cũng muốn chết không có chỗ chôn. Hô hô, hắn thật sâu ít mấy hơi, liền huyết thủy nuốt hai cái thuốc chữa thương, bàn chỗ vận công chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, dạng này thân thể giống như cưỡng ép độn thiên, rất có thể bị không gian vặn vẹo chi lực xé thành mảnh nhỏ. Phụ cận có bốn năm cái thành trì, nhưng đại thành chỉ có một cái, cái kia chính là Hồng Vũ Thành. Không phải bên trong tòa thành lớn là không có cỡ lớn truyền tống trận, không cách nào truyền tống đi chủ thành. Mà không đi chủ thành, Vũ Nghịch cùng cơ thính Vũ liền sẽ không an toàn, bởi vì chỉ có chủ thành bên trong có bán thần cường giả. Sở dĩ cơ thính vũ cùng vũ nghịch chỉ có nghĩ biện pháp đi hồng vũ thành, đây là an toàn nhất biện pháp. Nếu không đi khác đại thành, bằng vào tốc độ của các nàng ít nhất phải nửa tháng, cơ thính vũ như thế thông minh, khẳng định không dám mạo hiểm tại giã ngoại ngây ngốc nửa tháng, người thông minh đều sợ chết. Nơi này đi hồng vũ thành, coi như bởi thiên quân đỉnh phong mang theo cũng cần hai ngày. Sở dĩ hắn còn có thời gian, hắn nhất định phải để thân thể khôi phục một chút, dạng này mới có thể độn thiên, gặp được cường giả truy sát, cũng mới có thể thoát đi. Hắn cái gì cũng mặc kệ, toàn lực vận công chữa thương, vô danh công pháp điên cuồng vận chuyển, nguyên lực một vòng lại một vòng ở trong kinh mạch lưu truyền, đem thân thể thương thế nhanh chóng khép lại. Hắn lần bị thương này thật nặng, đương nhiên cùng hai lần trước so vẫn là nhẹ một chút, chỉ ít lần này xương cốt không gãy nhiều như vậy, nội tạng cũng không có bị đánh rách tả tơi, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục không có ba năm ngày là không thể nào. Một ngày về sau, hắn mở mắt, đình chỉ chữa thương. Sắc mặt của hắn đã khá nhiều, trên mặt cũng một mảnh yên tĩnh, đáng tiếc đứt gãy xương cốt cũng không có khỏi hẳn, chỉ là miễn cưỡng nối liền, hắn dạng này độn thiên, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng hắn đã không có thời gian. Hắn bắt đầu phóng thích thần niệm, tại phương viên ngàn vạn dặm bên trong giò xét, hắn trước hết nhất là khóa chặt Hồng Vũ Thành, muốn nhìn một chút thành nội tình huống, từ đó phán đoán vũ nghịch bọn người phải trăng về thành. Ừ, thần niệm vừa mới quét tới Hồng Vũ Thành, giang giật linh hồn khẽ động, hắn tại Hồng Vũ Thành Tây bên cạnh Vạn Lý, phát hiện vô số thiên cơ thuyền, những cái kia thiên cơ thuyền bên trên đều là quân đội, thiên cơ thuyền bên trên còn có thật to hồng chữ, là Hồng Vũ Thành quân đội. Một trăm chiếc Hồng Vũ Thành đại quân đều triệu tập ra sao? Giang giật có chút thở dài một hơi, Hồng Vũ Thành đại quân xuất động, giờ phút này thành hình quạt hướng bên này bay tới. Điều này nói rõ cái gì nói rõ vũ nghịch cùng cơ thính vũ cũng không trở về đến thành nội, nếu không những đại quân này liền là tử thủ thành trì mà không phải bốn phía ra tìm chỉ cần không có hồi trở lại Hồng Vũ Thành, vậy liền còn có hy vọng. Giang giật thần niệm hướng Hồng Vũ Thành quét tới, phát hiện thành nội bốn phía giới nghiêm, thành nội không khí ngột ngạt, trên đường gần như không ai bốn phía đi loạt, càng chắc chắn hai người còn không có về thành. Hẳn là Hồng Vũ Thành vừa mới nhận được tin tức, trước tiên phái ra đại quân cùng cường giả đi tiếp ứng, đồng thời hạ lệnh thành nội giới nghiêm. Thần niệm tại khắp nơi đảo qua, Giang giật cũng phát hiện còn lại thành trì cũng có động tính, vô số thiên cơ thuyền đều hướng lạc đà sơn phụ cận chạy tới khắp nơi đều là người lạc đà sơn mấy trăm sơn phỉ quân đoàn cũng tại bốn phía bỏ trốn sợ bị liên lụy giang giật có thể dò xét đến bốn phía mười trong vạn dặm chỉ ít có gần mười vạn người tại chạy trốn tứ phía loạn rối tinh rối mù không có không có không có giang giật một lần lại một lần dò xét một lần lại một lần thất vọng cơ thính vô quá thông minh theo giang giật phỏng đoán các nàng rất có thể trốn ở không gian thần khí bên trong kia không gian thần khí ai cũng không biết bị ai mang theo, bôi lão mấy người cũng chia ra tại chạy trốn, rõ ràng vì để cho Giang giật không thể nào truy sát. Một lần, lại một lần, Giang giật dò xét một nén nhang sau từ bỏ, dạng này dò xét đoán chừng dò xét mấy ngày mấy đêm cũng căn bản dò xét không được, đoán chừng bên này tin tức đã chuyển đi Bắc Đế Thành, vũ ra bán thần cường giả đoán chừng cũng mau tới. Vô dụng, Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, lần này truy sát triệt để thất bại, thất bại thảm hại hắn không còn có biện pháp xoay người trừ phi hắn thực lực đạt đến bán thần đỉnh phong một người một đao đánh tới bắc đế thành như tuyết nghĩ đến sau lần này vũ nghịch khẳng định sẽ đem lửa giận vẩy vào tô như tuyết trên thân trong lòng của hắn lập tức lửa giận mút trời một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra giết 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 ánh mắt của hắn từ từ biến đỏ nội tâm lệ khí hóa thành lửa giận ngập trời hắn giờ phút này hận không thể đem vũ ra tất cả mọi người đánh giết đem vũ ra từng tòa thành trì san thành bình địa dạng này mới có thể để cho nội tâm của hắn dễ chịu một chút thành trì thành trì hồng vũ thành vũ nghịch thân tỷ tỷ hắn thân thể đột nhiên run lên vũ nghịch cùng cơ thính vũ bắt không được hắn có thể đi cầm xuống vũ nghịch thân tỷ tỷ a vũ nghịch thân tỷ tỷ gả cho bác tuyết vực tam đại gia tộc một trong hồng gia đại công tử là vũ gia cùng hồng gia thông ra mối quan hệ cầm xuống thân tỷ tỷ của hắn không phải đồng dạng có thể đổi về tô như tuyết sao hồng vũ thành cường giả dốc toàn bộ lực lượng ảnh hoàng người trên tư liệu cũng không có đánh dấu hồng Vũ Thành nội có bán thần cường giả. Như vậy hắn phóng đi Thành nội cầm xuống Vũ Dĩnh Nhi khả năng sẽ cực lớn, ai sẽ nghĩ đến có người dám công thành vẫn là công kích bác đế Vũ ra địa bàn thành trì. Làm đi, Giang giật đã hết biện pháp, chỉ có bắt buộc mạo hiểm, dù sao tập kích giết Vũ nghịch, cùng bác đế ra khai chiến đã xuyên phá thiên, vậy liền để cái này cái sọt lại đâm nhiều hơn một chút thôi. Đi, hắn đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, trên thân sát khí ngập trời thình lình đứng dậy tê liệt không gian độn thiên mà đi. chương 957, Phá Thành, Vũ Nghịch hai người hoàn toàn chính xác còn không có trở lại Hồng Vũ Thành, trong phủ thành chủ cũng loạn thành một đoàn hỏng bét, trong hậu viện một cái mỹ nữ con cũng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bên cạnh một thanh niên thanh niên thì mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, nhìn thấy nữ tử khóc đến không ngừng, hắn bực bội vỗ bàn một cái cả giận nói, khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc, dĩnh nhi, để để ngươi không dễ dàng như vậy chết, chúng ta người đã ra ngoài cứu viện, người khóc cũng vô dụng thôi. dáng điệu cô gái không tệ, giờ phút này lê hoa đái vũ cũng ta thấy mà yêu. nàng lắc đầu mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. nếu là đệ đệ có chuyện bất trắc ta cũng không sống được. ta làm sao trở về cùng phụ hoàng bàn giao a? À? người muốn bàn giao, ta tự không cần bàn giao. thanh niên chừng vũ dĩnh nhi một chút mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra giang giật cái này cầu tặc thế mà có thể len lén lẻn vào đông hoàng đại lục vũ ra ngành tình báo dưỡng nhiều người như vậy đều là sao vũ nghịch nếu là ở ta nơi này xảy ra chuyện ta thành chủ này cũng không cần làm giang giật cầu tặc nếu là rơi vào trong tay ta ta định để hắn sống không bằng chết giang giật cái này đáng giết ngàn đao vũ dĩnh nhi trong mắt cũng lộ ra một tia hận ý nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này tội đảo nghịch tặc lại dám cùng chúng ta vũ ra là địch lần này nhất định phải để hắn thịt nát xương tan ông vũ dĩnh nhi còn chưa nói xong đột nhiên cảm giác mặt đất run lên phòng ốc đều kịch liệt lay động nàng thân thể mềm mại run lên đặt mông ngồi dưới đất nàng mờ mịt nháy nháy mắt có chút mộng ánh mắt hướng nàng phu quân hồng sườn núi nhìn lại lại thấy người sau trên mặt không có một tia huyết sắc trong mắt đều là hoảng sợ vũ dĩnh nhi thực lực coi như chịu đựng kim cương đỉnh phong nàng thần thức hướng ra phía ngoài quét tới rất nhanh kinh hô lên thành trì vòng bảo hộ phá, chuyện gì xảy ra à có người công thành. Xoạt, không chỉ là Vũ Dĩnh Nhi, giờ phút này toàn thành tất cả mọi người mộng. Ngay tại vừa rồi, thành trì trời cao đột một xuất hiện một bóng người, người kia mặc trên người rách dưới chiến giáp, trên thân đều là ô nhiễm huyết, hỏa màu đỏ chiến nón trụ phía dưới trên một gương mặt thanh tú cũng vết máu lốm đốm, một đôi mắt lại đỏ tươi như ác ma. Hắn vừa ra trên không trung, hai tay đột nhiên vỗ xuống mấy trường, thành trì trên không vòng bảo hộ tự quang mang lấp lánh, rung động kịch liệt, sau đó trực tiếp bạo liệt. Trên người hắn kia kinh khủng tới cực điểm sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn thành, rất nhiều không có thực lực bình dân, cũng cảm giác một ác ma giáng lâm, loại kia tà ác băng lãnh khí tức, để hắn vô số người hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất, hô hấp cũng không thể. Hừ, độn thiên mà đến chính là giang giật, hắn vừa xuất hiện tự dùng cương phong chi nhận điên cuồng công kích, trong thành thủ vệ không có phản ứng trước đó, mạnh mẽ đem thành chỉ oanh phá. Hồng Vũ Thành là đại thành, lúc đầu có một cái rất cường đại vòng bảo hộ, nhưng cũng không có mở ra. Dù sao nơi này là bác đế vũ gia địa bàn, trong lịch sử dám công kích vũ gia thành trì người cũng đã chết rồi, sở dĩ thành nội rất ít mở ra cái kia cường đại vòng bảo hộ, vòng bảo hộ càng cường đại tiêu hao thiên thạch càng nhiều. Hưu, Giang giật kích phá thành trì vòng bảo hộ về sau, thân thể hướng phủ thành chủ phương hướng bắn nhanh mà đi, thể ngoại cương phong vòng bảo hộ ngưng tụ, trong tay huyền vũ kiếm xuất hiện, điên cuồng cua múa, rầm dâm dầm nương theo lấy huyền vũ kiếm vung vẩy cửu thiên chi thượng phong vân lôi động từng đạo to bằng cánh tay màu trắng lôi điện phá không mà xuống đem mấy tên trong phủ thành chủ bắn ra thiên quân cường giả tối đỉnh sống sờ sờ đánh xuống hiu 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 thành nội vô số cường giả rốt cuộc mới phản ứng tứ phương đếm không hết lớn nhỏ ra tộc tộc trưởng bay vụt mà lên chuẩn bị liên thủ chặn đường cái này công thành ác ôn hộ vệ hồng sườn núi thành chủ ta gọi giang giật hôm nay chỉ tìm người nhà họ vũ phiền phức ai dám loạn động ta đồ hồng vũ thành. Của ta lôi hỏa thần thuẫn vừa mở, toàn thành người đều muốn chết, không tin các người có thể thử một chút. Một đạo lạnh băng băng tiếng giống nổ vang, những cái kia vừa mới nổ bắn ra mà lên lớn nhỏ ra tộc tộc trưởng toàn bộ dừng lại. Cửu thiên chi thượng giờ phút này lại có mấy đạo lôi điện đánh xuống, một người tỉnh mộ lại, trầm hống nói, đây là lôi đình chi nộ, hắn vừa rồi độn thiên mà đến, người này thật là giang giật. Giang giật, toàn bộ người không dám động, nhớ tới giang giật, bọn hắn càng là phía sau lưng ứa ra hàn khí. Không sai, nếu là Giang giật một phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, toàn thành bình dân đều muốn bị trong nháy mắt thiêu chết. Giang giật lôi hỏa thần thuẫn thế nhưng là đông hoàng đại lục rất nhiều người đều biết rõ, phổ thông thiên quân có thể nhẹ nhõm thiêu chết. Giang giật tại công kích phủ thành chủ, mà trong phủ thành chủ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại cường giả lác đác không có mấy, như mọi người không xuất thủ, thành chủ hồng sườn núi cùng vũ dĩnh nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, bọn hắn nếu là xuất thủ, giang giật lôi hỏa thần thuẫn một phóng thích, thành nội hơn phân nửa người đều muốn chết, bọn hắn tộc nhân cùng con cháu cũng muốn chết hết, sở dĩ bọn hắn dừng một chút, cuối cùng đều cắn răng bắn ngược trở về. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, giang giật cái tên này lực uy hiếp quá lớn. Cái tên điên này dám công kích bác đế vũ ra thành trì, thanh này tất cả mọi người dọa sợ, thần tiên đánh nhau, bọn hắn những phàm nhân này vẫn là đừng đi lẫn vào tốt. Hừ, Giang giật thả ra mấy đạo lôi đình chi nộ đem mấy tên thiên quân đỉnh phong đánh xuống về phía sau, một cái tay khác đánh ra cương phong, ngưng tụ thành cương phong chi nhận, đem phía dưới sông lên mấy trăm người cùng kia mấy tên thiên quân đỉnh phong toàn bộ xoắn thành huyết vụ, hắn lần nữa bảo hống, lăn đi, nếu không toàn bộ chết. Hiu hiu hiu, trong phủ thành chủ lưu lại cường giả thật rất ít, bất qua phổ thông thiên quân quân sĩ vẫn là có mấy ngàn, cái này mấy ngàn người nghe được Giang giật bạo giống, căn bản không có dừng lại, từng cái điên cuồng bắn ra chức trách của bọn hắn là thủ hộ phủ thành chủ, thủ hộ hồng sườn núi Vũ Dĩnh Nhi, bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, chờ mắt nhìn xem Giang Giật đem hồng sườn núi cùng Vũ Dĩnh Nhi đánh giết. Xuy suy ầm ầm, bông bông, mấy ngàn đạo công kích đồng thời phát ra, nhưng Giang Giật bên ngoài cơ thể cương phong thần thuẫn quá cường đại, lục tinh đạo văn phán quyết phong nhận đều công không phá được, đừng nói những này cấp thấp thiên quân công kích. Chết, đã đám người này không sợ chết, Giang giật cũng không để lại tay, đối đãi địch nhân hắn chưa từng nhân từ nương tay. Hắn đột nhiên đánh ra mấy trưởng, ngưng tụ mấy cái cương phong chi nhận, một mảnh quét ngang qua. Những cái kia thiên quân võ giả thần thuẫn từng mảnh từng mảnh bạo liệt, tựa như cắt sơm giả từng mảnh từng mảnh bị miểu sát, hồng vũ thành trong phủ thành chủ biến thành luyện ngục. Hưu, Giang giật thân thể như cuồng long hướng phủ thành chủ hậu viện một cái xa hoa tòa thành bên trong phóng đi, bên trong có một cái khôi ngô công tử ca, còn có một cái thiếu phụ xinh đẹp thiếu phụ và vũ nghịch dáng dấp có chút giống, giờ phút này cũng có rất nhiều hộ vệ hướng tòa thành phóng đi, không cần phải nói hai người này liền là vũ nghịch tỷ tỷ và tỷ phu. Hai người các ngươi chứa phản kháng, giang mỗ cần bắt các ngươi đổi một người, giống như các ngươi hợp tác ta cam đoan không thương tổn tính mạng của các ngươi, nếu không đừng trách giang mỗ tâm ngoan thủ lạt. Giang giật lạnh băng băng thanh âm vang lên, kinh khủng sát lục chân ý chấn áp phía dưới, vũ dĩnh nhi hoàn toàn không động được, tòa thành bên trong bọn thị nữ cũng không động được. Hồng sườn núi vừa định nổi giận gầm thét vài tiếng, giang giật trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, thần âm thiên kỹ phóng thích, hắn lập tức ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, tỏa thành bên trong những người còn lại cũng ôm đầu thống khổ kêu to. Suy suy, giang giật nhuyễn kiếm trong tay nhẹ nhõm đâm vào hồng sườn núi trong bụng, đem hắn đàn điền hủy đi, lập tức lấy ra đế cung đem hồng sườn núi cùng vũ dĩnh nhi thu vào. Hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp độn thiên mà đi, để lại một câu nói, cho ta đưa tin cho vũ nghịch như nghĩ Vũ Dĩnh Nhi bình an vô sự, liền để cơ thính Vũ đem tô như tuyết giao ra, tô như tuyết nếu là thiếu một cái lông tơ, liền đợi đến cho Vũ Dĩnh Nhi nhặt xác cùng ta giang giật điên cuồng trả thù đi. Suy suy, các loại chờ giang giật độn thiên rời đi, thành nội lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng mới dám xông vào trong phủ thành chủ. Nhìn thấy đầy đất tàn thi, toàn bộ người đều hít một hơi lãnh khí, giang giật lần này thật chơi lớn rồi. Trường 958 Thán Nhân Sinh, Giang giật lần này xác thực chơi đến có chút lớn, Lạc Đà Sơn cùng Hồng Vũ thành sự tình, vẻn vẹn hai ngày thời gian tự truyền khắp toàn bộ đại lục, đại lục một mảnh xôn xao, vô số thành trì đều sôi trào. Giang giật cái tên này đối với Đông Hoàng đại lục tới nói cũng không lạ lắm, không nói Huyền Thần cung nội lực áp cửu đế gia tộc công tử tiểu thư, độc chiếm dị bảo, cũng không nói đằng sau tà phi kiếm vô ảnh đuổi giết hắn thất bại tan tác mà quay trở về, liền nói hắn tại tội đảo bên trên sự tình, liền nói hắn cùng Ngao Lư quan hệ, cũng đủ làm cho đại lục con dân nhớ kỹ hắn. Tội đảo là Đông Hoàng cửu đế gia tộc sỉ nhục, cũng là Đông Hoàng đại lục sỉ nhục, đương nhiên cũng là rất nhiều tại Đông Hoàng đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi võ giả thánh địa. Tội đảo bên trong nhất cử nhất động rất nhiều gia tộc đều rất chú ý, dù sao tội đảo cùng Đông Hoàng đại lục là đối địch, tội đảo người thời khắc đều nghĩ đánh vào Đông Hoàng đại lục, Đông Hoàng đại lục con dân cũng thời khắc nghĩ hủy diệt tội đảo. Giang giật tại tội đảo rất nổi danh, tại tội đảo làm rất nhiều đại sự, hắn ba bước thiên hỏa đấu giá giá trên trời, cũng trở thành truyền kỳ cố sự, bị đại lục rất nhiều lang thang thi nhân truyền lại tụng. Đối với Giang Giật, đại lục con dân khen chê không đồng nhất. Có người cho là hắn là tội ác tài trời ma đồ, là tội đảo phản đồ, là nhân tộc phản đồ. Cũng có người cho là hắn là tuyệt thế thiên tài, về sau cũng sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế, đứng ở đại lục chi đỉnh. Lạc Đà Sơn cùng Hồng Vũ thành sự tình truyền ra về sau, cho là hắn là ma đồ người càng thêm khẳng định cái quan điểm này, cho là hắn là tội đảo phái tới gian tế, muốn tại đại lục đại sát đặc sát, muốn tại Đông Hoàng Đại Lục nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, muốn giúp yêu tộc phá vỡ nhân loại thống trị. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối với Giang Giật hành vi rất là kính nể, bao nhiêu năm không ai dám cùng cửu đế gia tộc người là địch bất luận Giang Giật cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ ít dũng khí này đã đáng giá kính nể. Bất quá không có người nào nhìn kỹ Giang Giật, lịch sử chứng minh cùng cửu đế gia tộc là địch, cuối cùng đều chỉ có một cái kết cục, bị nghiền ép thành bột mịn, không thể nghi ngờ ngoại lệ. Ông ông ông! Bác đế thành nội truyền tống trận không ngừng lấp lánh, bác đế giận dữ, tự mình hạ lệnh cả tộc truy sát giang giật, bác hoàng tự mình phụ trách việc này, điều tập vô số cường giả đi hồng vũ thành, nửa thần cảnh đại cung phụng tự triệu tập đi 10 tên. Giang giật trước kia hủy diệt thiên tinh thành võ điện phân điện, tại phượng minh đại lục tập kích võ điện phân điện, đây đều là việc nhỏ. Tại huyền thần cung bên ngoài đánh vũ nghịch mặt, đó cũng là việc nhỏ, lần này công nhiên tại lạc đà sơn tập sát vũ nghịch thiên cơ thuyền, kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn nhưng hắn công kích hồng vũ thành trong thành chém giết trước mặt mọi người mấy ngàn người đây chính là đại sự cửu đế gia tộc uy nghiêm không cho khiêu khích bất kỳ cái gì dám can đảm công kích cửu đế gia tộc thành trì người hoặc là thế lực vậy cũng là đối cửu đế gia tộc lớn nhất khiêu khích là đánh bác đế vũ ra mặt mặt mũi này không tìm về đến bác đế gia tộc về sau làm sao ngẩng đầu làm sao trấn nhiếp quần hùng có ví dụ đầu tiên về sau cũng sẽ có càng nhiều người dám tập kích bác đế vũ gia thành trì đây đối với phụ thuộc bắc đế vũ gia lớn nhỏ gia tộc, cũng là trọng đại sĩ khí đả kích. Sở dĩ giang giật phải chết, một mực không thế nào quản sự bắc đế hạ lệnh, bắc hoàng còn tự thân phụ trách việc này. Xa xa xa, Phật lâu đài bên trong một cái khác trong nội viện, y thiền đang ngồi ở một viện trong thiện phòng tính tu. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, y thiền dưới mặt nả khẽ trao mày, nàng tính tu lúc ghét nhất người quấy dày, hạ nhân đều biết, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì. Chi chi, cửa phòng bị đẩy ra, một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử đi đến, chính là y thiền ca ca áo thật. Hắn vừa tiến đến lập tức trầm giọng nói ra, y thiền, bạch y xuất hiện, vừa mới truyền đến tin tức, hắn tại hồng vũ thành phố kích tập sát vũ nghịch thiên cơ thuyền, giết mấy ngàn người, còn giết vũ ra rất nhiều bốn ngũ tinh cường giả. Đồng thời công kích Hồng Vũ Thành, mang đi Vũ Nghịch tỷ tỷ Vũ Dĩnh Nhi cùng Hồng gia đại thiếu gia Hồng Xuân núi. A, Y Thiền thân thể mềm mại run lên, giang giật theo hỏa nhai rời đi về sau, Y Thiền Tụ đưa tin để gia tộc lưu ý thoáng cái bạch y tin tức, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế xúc động, dám tập sát vũ nghịch, còn dám công thành. Chuyện tốt ra, nàng rất nhanh đôi mắt sáng lên, đứng lên nói, lập tức để cho người ta đi tìm bạch y, giờ phút này là tốt nhất mời chào bạch y thời cơ, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập nhà chúng ta, ta cầu ra ra đi cùng vũ ra nói. Ha ha, áo thật cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, mời chào không được, cũng không thể mời chào, người này nhất định là chúng ta cửu đế gia tộc địch nhân, Y thiền có chút kinh ngạc, liên thanh hỏi, vì sao? Áo thật dài dài một thở dài, bởi vì hắn không chỉ là bạch y, vẫn là... Giang giật, cái gì, y thiền tựa như trời nắng lóe sáng một cái như xét đánh, nổ nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, kém chút ngồi trên mặt đất, nàng trong đôi mắt cũng quang mang như điện, đôi mắt đẹp chuyển động không ngừng, nửa ngày về sau, nàng mới nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, khó trách tại phế tích bên ngoài ta gặp hắn lần đầu tiên lúc, đã cảm thấy quen thuộc thân thiết, ta không có cảm giác sai bạch y giang giật ta sớm nên nghĩ đến trên đời này nào có nhiều như vậy kỳ nam tử giang giật giang giật một bước sai từng bước sai a à, nếu là ta tại hoang vu đông hải lúc đem hắn mang về y ra tốt biết bao nhiêu a à, ai tiểu thiện áo thật đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ y thiền bả vai nói quên người này đi hắn tiến vào tội đảo kia một ngày sẽ nhất định là chúng ta cửu đế gia tộc địch nhân người này kết cục cũng chỉ có chết áo thật rời đi y thiền vẫn còn kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích nàng một đôi mắt đẹp bên trong đều là mông lung một hồi lâu sau mới thê cười nói ha ha ta y thiền để ý cái thứ nhất nam tử lại nhất định trở thành địch nhân của ta thật đáng buồn buồn cười thật đáng buồn buồn cười a à. giang giật bạch y liền là giang giật doãn nhược băng giờ phút này còn tại nửa đường còn không có trở lại doãn đế thành nàng ở nửa đường một thành chỉ dừng lại nghỉ ngơi chiếm được hạ truyền báo nửa ngày đều không có kịp phản ứng hắn là một cái bất thế kỳ tài như băng đừng hỏi nữa đoán chừng không được bao lâu, người liền sẽ biết rõ hắn là ai, có lẽ. Chúng ta đều sẽ biết rõ hắn là ai. Nàng đột nhiên nhớ tới y thiền tại hỏa nhai bên trong nói lời, nàng cũng rốt cuộc minh bạch hỏa nhai bên trong người kia cũng là giang giật, đã hiểu câu kia cảm ơn ngươi hàm nghĩa, nàng còn minh bạch vì sao giang giật không nhất định gia nhập doãn ra, vì sao nàng dùng hương nữ tộc dụ hoặc đều bất phi sở động. Hắn là giang giật, hắn chú định không thể gia nhập cửu đế gia tộc, cũng nhất định là cửu đế gia tộc tử địch. Cương Phong, cổ khí, bạch y, giang giật, doãn nhược băng đôi mắt từ từ ảm đạm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, trong lòng nàng giang giật không thể nghi ngờ là một cái tuyệt thế thiên tài, cũng là một cái rất có mị lực nam tử. Nàng mặt ngoài rất hòa khí, trong khung cũng rất lạnh rất ngạo, y thiền chướng mắt những cái kia siêu cấp công tử, nàng có gì nếm để ý. Hai vị tuyệt thế xinh đẹp lòng cao hơn trời, hai người đều đang đợi một vị nhưng so sánh huyền đế tuyệt thế nam tử xuất hiện. Giang giật có thể có thể hấp thu cương phong, phóng thích cương phong, điểm này chỉ ít có thể so sánh huyền đế, tại trong lòng hai người giang giật cũng là chuẩn bị chọn tình lữ. Chỉ tiếc, lão thiên cho các nàng mở ra một trò đùa, hai người duy nhất còn để ý nam tử, lại là đời này chú định không có hy vọng cùng một chỗ, còn muốn nhất định là địch nhân, cái này khiến các nàng đều cảm giác rất thật đáng buồn buồn cười, cũng rất cô đơn cùng bi ai. Nàng thản nhiên đứng lên, chân trần dẫm lên trên mặt đất, nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nở rộ hoa tươi, thật lâu mới nỉ non nói, thán nhân sinh, không như ý sự tình, người thường 89A. mươi 959, bốn tộc truy sát, bác đế một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vũ gia cái này khổng lồ công cụ chiến tranh đều điều động, vũ gia bốn vực sở hữu gia tộc xuất động, khắp thế giới tìm kiếm giang giật. Vô số chiêm tinh sư xúc động, thần văn sư xuất động, 10 tên bán thần cường giả xuất lĩnh mấy trăm vạn thiên quân đại quân, đi hồng vũ thành phủ cận, đem phương viên ngàn vạn dặm đều làm thành một cái thiết thông, thảm thức tìm kiếm. Giang giật, Bạch Y chân dung tư liệu dán đầy tất cả thành trì cửa chính, mấy vạn cái gia tộc, vài ức võ giả bị điều động, vũ ra bốn vực thảo mộc giai binh, tất cả ám vệ xuất động, chỉ cần giang giật dám ra cái gì địa phương, đều sẽ trong nháy mắt bị phát hiện, từ đó bị vô số cường giả vô tình vây giết. Đồng thời, Bắc Hoàng tự mình đưa tin cho Tây Bắc Biên Y ra, Đông Bắc bên cạnh giả dạ ra, phía Nam một cái thượng cổ thế gia hiên gia, thỉnh cầu hiệp đồng truy sát. Cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, đối mặt tội đảo gian tế, tự nhiên rất là phối hợp. Phật Hoàng cùng đêm Hoàng tự mình hạ lệch, bốn vực nội quân đội cũng điều động, bốn phía tìm kiếm truy tra. Phía Nam Thượng cổ thế gia Hiên gia cũng rất phối hợp, phái nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng Hiên Linh công tử tự mình chủ trì việc này, điều động mấy trăm vạn đại quân tìm kiếm. Toàn bộ Đông Hoàng đại lục phương Bắc, bởi vì Giang giật một người nháo lật trời, Lạc Đà Sơn phụ cận càng là mặt đất đều bị trả sát mấy tầng. Để Vũ gia may mắn chính là Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ tìm được, hai người cũng không có bị người mang theo đào tẩu, mà là tại phụ cận tìm một cái sơn phỉ quân đoàn cứ điểm, lợi dụng vũ nghịch một cái không gian thần khí, tránh thoát giang giật truy sát. Vũ nghịch trở lại hồng vũ thành, biết được nho lão bị giết cùng hai chiếc thiên cơ thuyền bị hủy diệt, âm thầm kinh hãi, cũng đối cơ thính vũ bội phục đầu dạp xuống đất. Nho lão chiến lực rất cường đại, là hắn sở hữu hộ vệ bên trong nhất cường đại, lại bị giang giật đánh chết, giang giật tổng hợp chiến lực không cần phải nói đạt đến ngũ tinh, giống như hắn không nghe cơ thính vũ, giờ phút này sợ là đã chết. Cơ thính vũ kế sách rất tuyệt diệu, cái kia chính là để Lạc Đà Sơn trở nên hỗn loạn, các nàng tại loạn bên trong cầu sinh, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất. Lạc Đà Sơn nhiều như vậy Sơn phỉ cứ điểm, Giang Giật khẳng định không có thời gian từng cái đi tìm, cũng khẳng định nghĩ không ra các nàng không có bỏ chạy hồng vũ thành, ngược lại tại phủ cận ẩn thân. Giang Giật không phải thần, không gian thần khí là một cái đặc biệt tiểu không gian, hắn coi như làm sao truy tra điều tra không được, chỉ cần chờ bên trên mấy ngày vũ gia cường giả vừa đến, các nàng tụ triệt để an toàn. Tỷ 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 phu đều bị bắt, vũ nghịch biết được vũ dĩnh nhi sự tình về sau, lập tức giận tím mặt, một trường đem bên cạnh một trường bàn ngọc thạch đập thành bột mịn, hắn thật sâu ít mấy hơi, cắn răng nghiến lợi nhìn qua cơ thính vũ hỏi, tô như tuyết là ai giang giật vì sao muốn tô như tuyết đổi ta tỷ tỷ và tỷ phu. Tô như tuyết, cơ thính vũ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ phức tạp, trong mắt cũng lộ ra một tia ảm đạm cùng cô đơn. Giang giật vì tô như tuyết, Đương nhiên tại thiên tinh đại lục không tiếc cùng sáu thế lực liên quân là địch, một người một kiếm hạ vũ thành bên ngoài duy nhất cản trăm vạn đại quân, hôm nay lại vì tô như tuyết đại náo đông hoàng đại lục, cùng cửu đế gia tộc là địch, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ nồng đậm hâm mộ ghen ghét chi ý. Vì sao cái nào nữ tử không là nàng, nàng vốn có thể có cơ hội cùng giang giật yêu nhau mến nhau, cuối cùng lại trở thành địch nhân, cả đời túc địch. Tô như tuyết là giang giật người con gái thân yêu nhất. Nàng khe khẽ thở dài, giải thích năm đó giang giật phá hủy thiên tinh đại lục võ điện phân điện tô như tuyết bị ta mang theo tới tổng điện giờ phút này nàng tại bắc đế thành đông bên cạnh thành nhỏ tĩnh an thành nội tĩnh an tự bên trong công tử lập tức đưa tin đi đem tô như tuyết mang đến vũ bảo tuyệt đối không thể đả thương tô như tuyết chỉ cần nữ tử này tại trong tay chúng ta giang giật liền là một cái bị dây thừng buộc lại châu chấu nhảy thế nào đều đập không ra lòng bàn tay của chúng ta tốt vũ nghịch đôi mắt sáng lên quát khẽ nói bôi lão người lập tức đi tĩnh an tự đi đem tô như tuyết mang về tổng điện. Tĩnh An thành ngay tại Bắc Đế thành Đông bên cạnh trăm Giặc Tĩnh An tự mặt ngoài là chùa miếu, nhưng thật ra là vũ ra một cái bí mật cứ điểm, tô như tuyết tại Tĩnh An tự rất an toàn, Giang giật khẳng định cũng không dám đi Bắc Đế thành phụ cận, chỉ cần tô như tuyết nắm giữ ở lòng bàn tay, chỉ ít có thể đổi về Vũ Dĩnh Nhi cùng Hồng Sườn núi. Rõ, Bôi lão vội vàng vừa chắp tay, mang theo mười mấy người vội vàng xuống dưới, trực tiếp cưỡi truyền tống trận rời đi. Cơ Thính Vũ dừng một chút, mở miệng nói công tử, chúng ta cũng trở về Bắc Đế Thành đi, ta cần giang giật tài liệu cặn kẽ, mới có thể chế định bắt đánh giết hắn kế hoạch. Không trở về, Vũ Nghịch kiên quyết khoát tay trận lại nói, không đem giang giật chém thành muôn mảnh, ta tuyệt không về thành, ta không mặt mũi trở về gặp phụ hoàng cùng ra ra. Ha ha, cơ thính Vũ khẽ lắc đầu nói, dạng này là giết không được giang giật, bốn ngày. Nhiều người như vậy đều không có bất kỳ cái gì giang giật tin tức, dạng này tìm xuống dưới, 100 năm cũng không tìm tới hắn. Giang giật có thể độn thiên, đến vô ảnh đi vô tung, công tử ngươi chẳng lẽ quên đi hắn hóa thân bạch y sự tình trên người hắn có một loại rất cường đại thần thông, có thể thay đổi bề ngoài cùng linh hồn khí chất, coi như giờ phút này hắn tại Hồng Vũ Thành nội, chúng ta theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không phát hiện được hắn. Ây, Vũ Nghịch sắc mặt ảm đạm, cơ thính Vũ nói không sai, giống như không phải Giang giật cương phong công kích, hắn giờ phút này cũng không biết bạch y liền là Giang giật. Cái này thần thông quá kinh khủng, ngoại hình cải biến đây không tính là chuyện gì, linh hồn khí thức cũng có thể cải biến giang giật có cái này thần thông, có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, vậy coi như là thần cũng tìm không thấy a. À. Trở về, vũ nghịch lại trần chờ, lần này mặt của hắn ném đi được rồi. Tại Phật Sơn phụ cận một trận chiến, hắn đặt vững đại lục đệ nhất công tử địa vị, lúc đầu hăng hái hồi trở lại Bắc Đế Thành, tiếp nhận ra tộc tán đồng cùng tán thưởng, còn có cơ hội được lập làm thiếu tộc trưởng. Nhưng còn không có trở về, ở nửa đường tự bị giang giật tập sát, chết nhiều người như vậy không sao, cuối cùng còn bị giang giật công kích hồng vũ thành mang đi vũ dĩnh nhi hồng sườn núi việc này huyên náo to lớn như thế kinh động đến ra ra hắn toàn bộ đông hoàng đại lục đều chấn động hắn vũ nghịch thật vất vả thành lập thanh danh lại bị quét sân bị giang giật hung hăng dẫm lên trên mặt đất để vũ ra mất đi một cái mặt to lần này đừng nói trở về trở thành thiếu tộc trưởng có thể hay không bị phụ thân hắn một bàn tay đánh bay cũng không biết công tử đừng lo lắng sai không ở ngươi cơ thính vũ nhìn ra vũ nghịch lo lắng nhẹ giọng nói ra kỳ thật xảy ra chuyện ngươi không phải trốn tránh mà là muốn dũng cảm đi đối mặt cửu đế gia tộc tinh thần ngươi còn không có triệt để lĩnh ngộ thất bại không sao quan trọng chính là thất bại không thừa nhận thất bại ngược lại đi trốn tránh gia tộc và phụ thân ngươi ra ra muốn nhìn nhất đến không phải ngươi tại cái này ổ mà là dũng cảm trở về đối mặt đi thừa nhận thất bại bình tĩnh tỉnh táo tìm kiếm biện pháp xử lý việc này ngươi nếu muốn trở thành bắc hoàng bắc đế ngươi nhất định phải có lãnh tụ khí chất cái gì là lãnh tụ khí chất cái kia chính là dũng cảm đối mặt bất kỳ tình huống gì, tại bất luận cái gì tình huống dưới đều muốn tỉnh táo đối mặt, muốn dũng cảm đảm đương trách nhiệm, dẫn đầu gia tộc giải quyết vấn đề. Giống như xảy ra sự tình, ra ra người cùng phụ thân đều luống cuống, như vậy toàn bộ gia tộc đều sẽ không có chủ tâm cốt, đều sẽ biến thành năm bè bảy mảng, hiểu không? Nha, ta đã hiểu, cơ thính vũ một phen như vào đầu quát gậy gõ tỉnh vũ nghịch, sắc mặt hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, rất nhanh vung tay lên nói, đi, hồi trở lại Bắc đế thành, giang giật muốn chơi, lần này chúng ta liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Cắt cắt chương 960, tôi như tuyết mất tích, 5 ngày, dòng dã 5 ngày, vũ ra 4 vực, y ra 4 vực, dạ ra bốn vực cùng phía nam thượng cổ thế gia tam vực, mấy vạn cái lớn nhỏ gia tộc, mấy trăm triệu đại quân, vô số ám vệ trinh sát, mấy trăm vạn cái thành trì, đem phương bắc thảm thức tìm tòi 5 ngày, lại đều không có giang giật bất cứ tin tức gì. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục chấn động. Nhiều người như vậy, bác đế vũ gia nghiêng tộc chi lực lại tìm không thấy một người đây chính là tìm một cái lão thử đều tìm đến, vũ gia tại chính mình địa bàn bên trên tìm một người, liền xem như bán thần cũng giấu không được a à. Hết lần này tới lần khác giang giật nhưng không có bất cứ tin tức gì, cái này khiến thiên hạ một mảnh xôn xao, chờ giang giật ngụy trang thành bạch y còn xâm nhập vào Phật lâu đài bên trong sự tình truyền ra về sau, đông hoàng đại lục càng là vỡ tổ. Vô số người nhao nhao suy đoán đây là thần thông gì bí thuật thế mà có thể thay đổi linh hồn khí thức giang giật có độn thiên, tăng thêm cái này thần thông bí thuật, liền xem như thần cũng tìm không thấy hắn a. À. Giang giật ngụy trang thành bạch y, có được loại này quỷ dị thần thông bí thuật sự tình, nhưng thật ra là vũ gia phái người lặng yên truyền tới, đương nhiên là nghĩ thay vũ gia vãn hồi một điểm mặt mũi, dù sao vũ gia muốn tìm một người lại tìm không thấy, đây là một kiện rất mất mặt sự tình. Bác đế thành nội, vũ nghịch cùng cơ thính vũ về tới vũ bảo bên trong, Vũ Nghịch vừa trở về liền đi ra tộc trưởng lão đường, gặp mặt Bắc Hoàng cùng gia tộc trưởng lão, đem sự tình kỹ càng giảng thuật một lần, đồng thời chủ động nhận lầm đảm đương trách nhiệm, thỉnh cầu gia tộc xử lý. Hắn một cử động kia, đạt được Vũ gia trưởng lão tán thưởng, Bắc Hoàng cũng cũng không nói gì, chỉ là để hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt tu luyện. Vũ Nghịch một lần chính mình nơi ở nghịch lâu đài lại nhận được một cái phi thường tin tức xấu. Tô Như Tuyết không thấy bôi lão, người xác định không có lầm một người sống sờ sờ làm sao có thể không thấy, tĩnh an tự người đều là ăn cơm khô. Hắn nổi giận nhìn chằm chằm bôi lão bạo hống, hắn tại trưởng lão đường cũng không có nói tô như tuyết sự tình, lúc đầu tràn đầy phấn khởi trở lại nghịch lâu đài bên trong, muốn cùng cơ thính vũ thương nghị một cái kế sách, nhìn xem làm sao lợi dụng tô như tuyết làm mưu đồ lớn, phục kích giang giật, lại không nghĩ rằng bôi lão báo cáo tô như tuyết mất thích. Cơ thính vũ cũng choáng, nàng cùng vũ nghịch lên đường đi luyện ngục phế tích trước, tự mình đi tĩnh an tự nhìn qua tô như tuyết, đồng thời cùng tĩnh an tự người bàn giao, Tô Như Tuyết không thể ra nửa điểm sự tình, nếu không toàn bộ đều muốn xử tử. Tô Như Tuyết thực lực không cao, chỉ có thần du đỉnh phong. Tĩnh An tự có một cái hậu viện, cơ thính vũ đem khu sân sau này phái người kiến tạo một cái cấm chế cường đại, bằng vào Tô Như Tuyết thực lực là tuyệt đối không có cách nào đào tẩu. Mà lại Tĩnh An tự bên trong đóng giữ lấy một đám hòa thượng, kia là vũ gia ám vệ, thực lực đạt tới thiên quân cảnh có hơn 10 người, còn có một vị thượng giai thiên quân, Tĩnh An thành ngay tại Bắc Đế thành phủ cận, Phật môn thanh tịnh chỗ cũng không người nào dám làm loạn. Tô như tuyết thân phận chỉ có cơ thính vũ biết rõ, nàng bất luận kẻ nào đều không có nói cho, tự liền vũ ra người đều không biết. Đây là cơ thính vũ một tấm vương bài, nàng biết rõ ràng giật cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến Đông Hoàng Đại Lục, tô như tuyết chính là nàng bảo mệnh át chủ bài. Không nghĩ tới lá bài tẩy này lại đột nhiên mất tích bí ẩn. Hô hô, cơ thính vũ thở ra một hơi dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía vũ nghịch nói, công tử đừng nóng vội, chúng ta đi tĩnh an tự nhìn xem, bằng vào tô như tuyết thực lực là chạy không thoát, giang giật cũng không phải thần, hắn không có khả năng biết rõ tô như tuyết tại tĩnh an tự. Đi, vũ nghịch nổi giận hướng ra phía ngoài phóng đi, cơ thính vô cùng bôi lão bọn người vội vàng đuổi theo, một đám người trực tiếp cưỡi truyền tống trận đã tới phụ cận tĩnh an thành. Tĩnh an thành là trong đó thành, giờ phút này thành nội đều giới nghiêm, trên đường đều là quân đội căn bản không có người đi đường. Vũ Nghịch một nhóm người đến kinh động đến Tĩnh An thành thành chủ, một đám cường giả đều theo trong phủ thành chủ bắn nhanh mà đi. Công tử để bọn hắn trở về, đừng làm rộn ra quá lớn động tính. Cơ thính vu ánh mắt quét qua, truyền âm cho vũ nghịch, cái sau cũng đã hiểu, vội vàng đưa tin cho tĩnh an thành thành chủ, mang theo cơ thính vũ bọn người thẳng đến thành tây tĩnh an tự. Tĩnh an tự tại tĩnh an thành rất nổi danh, thành trì cũng là bởi vì cái này chùa miếu nổi tiếng. Trong thành này đã từng đi ra một đại nhân vật, tĩnh an đại sư, đây là Phật Tông một cái siêu cấp cường giả, thực lực đã từng đạt đến bán thần đỉnh phong, có thụ lúc ấy kia một đời bắc đế kính trọng. Đằng sau tĩnh an tự chưa từng sinh ra cường giả, sở dĩ bị vũ ra từ từ thẩm thấu, trở thành ẩn tàng cứ điểm. Mọi người thực lực cũng không tệ, chỉ là hao tốn một nén nhang tựu đã tới tĩnh an tự, chùa miếu bên trong hòa thượng đều bị bôi lão nhân khống chế, cơ thính vũ cùng vũ nghịch tự mình đi hậu viện dò xét một phen, lúc này mới về tới tiền viện, vũ nghịch trực tiếp một bàn tay đem tĩnh an tự phương trượng quét bay, lúc này mới lạnh giọng nói ra, một đám phế vật xem người đều xem không ở muốn các ngươi làm gì dùng bịch một đám hòa thượng vội vàng sợ hãi quỳ xuống bọn hắn đều là giả hòa thượng đều là vũ gia nô tài giờ phút này vũ nghịch như thế nổi giận tự nhiên sợ hãi không thôi cơ thính vũ ngừng âm thanh mở miệng tĩnh tâm tôi như tuyết là lúc nào mất tích hồi đại nhân phương trưởng hoảng sợ đứng lên trả lời đại nhân bàn giao chúng ta phải thật tốt trông nom nàng chúng ta tự nhiên không dám lười biếng Sở Dĩ cách mỗi 10 ngày liền sẽ đi thăm dò một lần nhìn, đưa ta năng lượng đan cho nàng. Bình thường đều có người tại hậu viện bên ngoài ngày đêm thủ hộ, nếu là cấm chế có bất kỳ ba động, hoặc là có người mạnh mẽ xông tới hậu viện chúng ta đều sẽ giật mình. Nhưng sự tình tiểu kỳ quái ở chỗ này, hậu viện không có bất kỳ người nào đi vào qua, cấm chế cũng một mực hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong người kia thực lực thấp như vậy cũng không có khả năng phá tan cấm chế đào tẩu. Hơn 20 ngày trước, chúng ta người đi vào xem xét lúc, nữ tử kia lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Người vừa biến mất về sau, chúng ta lập tức phái người bốn phía điều tra, nhưng không có người này bất cứ tin tức gì. Ta còn lên báo gia tộc tình báo đường, lập tức ở phương viên trăm vạn lý điều tra, đồng dạng không có tin tức gì. Người này tựa như không khí, vô thanh vô thức biến mất, đại nhân. Người nói có thể hay không nàng tự thiêu, âm, vũ nghịch hung hăng một cước đá tới đem cùng phương trưởng trực tiếp đá ra đại sảnh bên ngoài, ngực đều lõm vào, hắn nổi giận giống to, hậu viện không có bất kỳ cái gì hài cốt, thậm chí đều không có cho bụi, người tự thiêu thử một chút nhìn xem sẽ có hay không có vết tích lưu lại. Không phải tự thiêu, tô như tuyết bề ngoài yếu đuối, tính cách rất kiên cường, nàng sẽ không xem thường sinh tử, trừ phi đến tuyệt cảnh. Cơ thính vũ con người lấp lóe, cái này phương trưởng hẳn không có nói dối, sự tình phát sinh ở hơn 20 ngày trước, tô như tuyết cũng tuyệt đối không thể nào là giang giật cứu đi, khẳng định cũng không phải hắn người xuất thủ, nếu không giang giật làm gì đi chặn giết vũ nghịch thiên cơ thuyền làm gì công kích hồng vũ thành. Nàng đôi mắt đẹp lưu truyền, một lát sau mở miệng hỏi, hơn 20 ngày trước, ai tới qua nơi này chùa miếu đem sở hữu đến chùa miếu tên người đan tư liệu lấy ra. Tĩnh an tự là tên chùa, thường xuyên có khách hành hương đến bái Phật, cái này cứ điểm cũng đúng lúc mượn nhờ khách hành hương lưu ý tứ phương động tĩnh tìm hiểu tình báo. Phương trưởng vội vàng đứng lên, đi lấy đến danh sách, mỗi một vị khách hành hương đều sẽ có ghi chép thậm chí đều có chân dung cơ thính vũ cẩn thận lật xem tư liệu trọn vẹn sau nửa canh giờ nàng mới ngẩng đầu lên nặng nề thở dài nói việc này phiền toái nếu như ta không có đoán sai tôi như tuyết hẳn là có cái gì chỗ kỳ lạ bị một cái ẩn thế đại tông coi trọng mang đi vũ nghịch mày kiếm vẩy một cái âm thanh lạnh lùng nói thật can đảm là cái gì tông phái giám ở chúng ta vũ ra dẫn người đi các nàng không sợ tông diệt người vong các nàng tự nhiên không sợ Cơ thính vũ nở nụ cười khổ, thở dài, cái này ẩn thế đại tông không chỉ có không sợ vũ ra, đoán chừng ra ra người cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc. Vũ nghịch đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên, chẳng lẽ là thiên ẩn tông. chương 961, thiên ẩn tông, đông hoàng đại lục có kỷ nguyên lên, đã có được hơn 100 vạn năm lịch sử. Thời kỳ thượng cổ yêu tộc thế mạnh, làm hại nhân gian, thời điểm đó nhân tộc bị ép vào thâm sơn, hoang đảo, tuyệt địa bên trong. Mặc dù như thế, nhân tộc vẫn là kiên cường còn sống sót cũng hiện ra rất nhiều nhân loại cường giả anh hào còn có rất nhiều thượng cổ đại tộc thượng cổ đại tông huyền đế hoành không xuất thế dẫn đầu nhân tộc quét ngang yêu tộc đem yêu tộc đuổi ra khỏi đông hoàng đại lục tiến đến vô tận biển sâu huyết giả hung hải này địa phương huyền đế nhất thống thiên hạ về sau những cái kia thượng cổ đại tộc đại tông hoặc là thần phục huyền đế hoặc là tựu riêng phần mình ẩn lui không tranh bá cũng không lẫn vào đại lục phân tranh huyền đế quá mức xuất sắc tông phái nào đại tộc dám mạo hiểm đầu, thế tất yếu bị huyền đế chân áp, coi như huyền đế không xuất thủ, thủ hạ cửu đế cũng sẽ xuất thủ chân áp. Huyền đế sau khi phi thăng, cửu đế gia tộc dựa theo huyền đế di huấn riêng phần mình xưng bá một phương, không người nào dám nhất thống đại lục, những cái kia ẩn thế đại tộc đại tông rất nhiều nhau nhau xuất thế, riêng phần mình xưng bá trong đại lục ở giữa rất nhiều địa bàn, tỉ như lúc ra, hiên ra, đường ra. Đương nhiên cũng có rất nhiều ẩn thế tông phái không có xuất thế, tiếp tục tại một chút núi cao đại lĩnh, tuyệt địa bên trong ẩn núp cho dù có đệ tử hành tẩu bên ngoài cũng chưa từng bại lộ thân phận càng sẽ không nháo sự bọn hắn điệu thấp đều để thế nhân quên lãng người bình thường thậm chí đại gia tộc cũng không biết những này ẩn thế đại tông tồn tại thiên ẩn tông liền là trong đó một cái cửu đế gia tộc xưng bá đại lục đối với đại lục siêu cường thế lực đối với có thể uy hiếp bọn hắn đại tông phái đại gia tộc đều có kỹ càng ghi chép cùng mật thiết chú ý rứt bỏ những cái kia suốt thế đại tộc đại tông cửu đế gia tộc đem còn lại ẩn thế đại tộc Đại Tông làm một cái xếp hạng liệt vào đại lục thập đại ẩn thế Đại Tông. Cái này 10 cái ẩn thế Đại Tông thực lực đều siêu cấp cường đại, Tông Phái cũng có nghiêm khắc Tông Quy, bảo đảm Tông Phái có thể thế hệ kéo dài tiếp. Cái này 10 cái Đại Tông Phái đều có bán thần cường giả, mà lại đều không ít, xếp hạng trước ba ẩn thế Đại Tông, càng có uy hiếp cửu đế gia tộc bá chủ địa vị thực lực. Thiên ẩn Tông xếp hạng thứ hai. Vũ Nghịch sở dĩ trực tiếp phán định là tông phái này cứu đi tô như tuyết, là bởi vì tông phái này đệ tử đều là nữ tử. Thiên ẩn tông có đệ tử hàng năm điệu thấp hành tàu thiên hạ, tìm kiếm đặc thù nữ tử linh thể mang về tông phái tiến hành bồi dưỡng. Đặc thù linh thể tốc độ tu luyện đều rất khủng bố, sở dĩ tông phái này đệ tử tu luyện đều đặc biệt nhanh, bán thần cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, đương đại tông chủ tại vũ gia trong tư liệu, càng là nhưng so sánh cửu đế tồn tại. Cơ thính vũ nói tô như tuyết có thể là đặc thù linh thể, sở dĩ vũ nghịch thoáng cái nghĩ đến thiên ẩn tông. Đúng, cơ thính vũ nhẹ gật đầu, nói tô như tuyết nhất tộc bản thân liền là đặc thù chủng tộc, có được tử mị thần quang, tu luyện chính là linh hồn. Tô như tuyết càng là các nàng nhất tộc thiên tài, nàng mặt ngoài cảnh giới chỉ có thần du đỉnh phong, nhưng linh hồn cường độ hẳn là nhưng so sánh thiên quân cảnh võ giả, đoán chừng là điểm này bị thiên ẩn tông người coi trọng. Tính an tự trong ghi chép, hơn 20 ngày trước có bốn tên khí chất xuất trần cô gái trẻ tuổi đến du ngoạn, cái này 4 nữ tử tướng mạo khí chất đều là tuyệt đỉnh, có hai người thực lực còn đạt đến thượng giai thiên quân, nhưng bốn người này theo tĩnh an tự rời đi về sau, liền không có bất luận cái gì hành tung ghi chép. Trẻ tuổi như vậy xinh đẹp khí chất thượng giai nữ tử, chỉ có đại gia tộc đại tông phái mới có thể bồi dưỡng được, tại trong trí nhớ của ta. Xuất thế đại gia tộc cũng không có nhân vật như vậy, sở dĩ chỉ có thể là ẩn thế đại tông, cũng rất có thể là thiên ẩn tông. Phiền toái, vũ nghịch mày kiếm nhíu chặt, nếu như là khác tiểu tông phái, bằng vào vũ gia thực lực nhẹ nhóm có thể nghiền ép, đem tôi như tuyết cho cướp về. Cái này thiên ẩn tông coi như bác đế đều rất là kiêng kỵ, vũ gia không thể là vì một cái tô như tuyết đi cùng thiên ẩn tông khai chiến. Điểm trọng yếu nhất trước ba ẩn thế đại tông tông phái chỗ kia là tuyệt mật sự tình, coi như vũ gia đều tra không ra, chỉ biết là đại khái tại đại lục cực bắc man hoang tuyết vực, cũng chính là tại vũ gia bốn vực phía bắc. Kia phiến tuyết vực quá lớn, cũng quá hung hiểm, trừ phi nghiêng tộc chi lực, nếu không tuyệt đối tìm không thấy thiên ẩn tông, cũng không diệt được thiên ẩn tông. Bác đế sẽ vì một cái tô như tuyết cùng thiên ẩn tông khai chiến sao. Hiển nhiên không có khả năng, không nói có thể hay không diệt thiên ẩn tông, coi như có thể diệt, vũ gia cũng sẽ tổn thất nặng nề, nói không chừng cửu đế gia tộc sẽ còn biến thành bát đế gia tộc. Bôi lão, hắn càng nghĩ càng nổi giận, vung tay lên quát khẽ nói, đem đám này ngu xuẩn toàn bộ mang xuống chém. A, à, đại điện bên trong mấy trăm hòa thượng lập tức bị hù dọa, toàn bộ sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cơ thính vũ lông mày nhíu lại truyền âm nói, công tử, không thể việc này sai không ở bọn hắn thiên ẩn tông nhân thủ đoạn nghịch thiên bọn hắn làm sao có thể phòng ngự được việc này kỳ thật sai ở chỗ ta là ta không có an bài tốt công tử giờ phút này gia tộc từ trên xuống dưới đều đang ngó chừng chúng ta chúng ta nếu là còn loạn giết người trưởng lão đường đối người ấn tượng tốt sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát là thượng vị giả muốn thưởng phạt phân minh loạn giết người sẽ để cho người phía dưới buồn lòng a à. tốt ga à, vũ nghịch khe khẽ thở dài khoát tay áo nói thôi việc này hoàn toàn chính xác sai không ở bọn hắn, mỗi người trưởng trách nhiệm 300, toàn bộ lăn xuống đi. Một đám hòa thượng vội vàng lộn nhào đi xuống, bôi lão mấy người cũng đi xuống, vũ nghịch lúc này mới cấp bách nhìn qua cơ thính vũ nói, tôi như tuyết không còn, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu nguy rồi, chúng ta cũng không có cách nào phục kích giang giật, thính vũ, làm sao bây giờ? Biện pháp luôn luôn có, cơ thính vũ đứng người lên, nhìn qua đại điện bên trong nộ mục kim cương tược, lạnh nhạt nói ra, giang giật mục đích ở chỗ cứu ra tôi như tuyết, mà hắn cho rằng tôi như tuyết trong tay ta cho nên chúng ta còn có cơ hội công tử truyền lệnh xuống tôi như tuyết sự tình bất luận kẻ nào không thể truyền ra ngoài nếu không giết chết bất luận tội vũ nghịch gật đầu đáp ứng truyền âm ra ngoài ánh mắt nhìn về phía cơ thính vũ nói thính vũ có biện pháp gì tốt sao thượng sách không có hạ sách ngược lại là có một cái cơ thính vũ huyền chuyển cười một tiếng nói cái này mấy ngày gia tộc ngay tại truy sát giam giật khẳng định trốn tránh không dám ra tới đợi chút đi qua mấy ngày hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta, người cũng không cần lo lắng. Hắn một ngày không xác định tô như tuyết chết rồi, một ngày cũng không dám tổn thương tỷ tỷ ngươi tỷ phu, chờ hắn liên hệ chúng ta, xem hắn nói như thế nào chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, hảo hảo bố trí đi. Hắn là một người, chúng ta là một cái cự vô phách gia tộc, chơi như thế nào đều có thể đùa chơi chết hắn. Nhìn qua cơ thính vỗ trên mặt ung dung tự tin thần sắc, vũ nghịch cấp bách nội tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, thở dài, ta có thính vũ, lo gì đại sự không thành. Giang giật bị cơ thính vũ đoán chắc, thật sự là hắn ẩn núp đi, hắn ẩn núp địa điểm cũng không tại vũ ra bốn vực, cũng không tại y ra cùng giả dạ ra địa bàn, mà là đi phía nam cái kia thượng cổ thế gia hiên gia trong địa bàn. Hắn không dám vào thành, hắn biết rõ giờ phút này bất luận cái gì thành trì đều không phải là an toàn, bất kỳ cái gì người xa lạ tiến vào thành trì đều sẽ bị hoài nghi. Sở dĩ hắn độn thiên rời đi bắc tuyết vực, đi tới hiên ra địa bàn hiên vương vực về sau, tìm một cái yêu thú hoành hành dãy núi ẩn núp. Sơn mạch này rất lớn, yêu thú cũng rất nhiều, bất quá đều là cấp thấp yêu thú, yêu vương đều không có. Sơn mạch này trong khoảng thời gian này cũng bị rất nhiều người dùng thần thức dò xét qua, nhưng tất cả mọi người không biết, giang giật viễn ảnh thần thông không chỉ có thể biến thành bất luận kẻ nào, còn có thể biến thành yêu thú. Hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành một cái tam giai đỉnh phong viên hầu loại yêu thú, trên thân đều là lông dài, trên người hắn khí tức cũng hoàn toàn là yêu thú khí tức, tựa như tại vô tận biển sâu biến thành hắc thần, yêu khí trùng thiên. Hắn trốn ở trong một cái sơn động, trong động còn có rất nhiều cấp thấp viên hầu loại yêu thú, bị khí tức của hắn chỗ uy hiếp, căn bản không dám tới gần. Hắn gần nhất một mực tại trong sơn động không có ra ngoài, thương thế của hắn vẫn rất trọng, lần trước tự không hoàn toàn khôi phục, liên tục độn thiên để thương thế hắn tăng thêm, hắn vốn định độn thiên xa một chút, cuối cùng bởi vì sợ thân thể chịu không được, mới tại cái này dừng lại. Hiu 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 hắn giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tính tu chữa thương, cảm nhận được nơi xa truyền đến tiếng xé gió, hắn vội vàng dừng lại vận công, tựa như một cái viên hầu ngồi trồm hổm ở địa, các loại chờ, người ở ngoài xa bay qua nơi đây thần quét đảo qua về sau, mới tiếp tục ngồi xếp bằng chữa thương. Nhiều người như vậy lục soát hôm nay đã là đợt thứ hai đi. Hắn mở to mắt, một đôi cùng viên hầu giống nhau như đúc trong mắt to lộ ra một tia đùa cợt, nhếch miệng lẩm bẩm nói, hừ hừ, chờ ta thương thế tốt, lục soát cường độ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều đi chờ lấy ta đến lúc đó xem ta như thế nào đem các ngươi vũ ra bốn vực huyên náo long trời lở đất